Siêu Huy Cường mà. Xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong buổi tối đào tạo thứ ba hàng tuần của nhóm cơn lốc ngược S9 của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn thủ lĩnh cho em nói MC đột ngột quá. Và cho phép Nhung được hỏi là bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta đã biết đến Siuri thì chắc chắn sở hữu cho mình một chiếc xe hơi hình mô tiết, thì xin giơ ngón tay cái ạ. Yes, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bao nhiêu trong số các anh chị em chúng ta đã biết không những là sở hữu ô tô hình mô tiết mà chúng ta sẽ giúp cho ít nhất 5 đồng đội đi xe hơi để mình được đi xe Mercedes-Benz, thì chúng ta hãy giơ một bàn tay ạ. Và vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và cái nhân duyên mà biết đến Siuri với em thì thực sự nó là một cái nhân duyên rất là lớn. Trước khi mà biết đến Siuri thì em là một giáo viên truyền thống của một trường trung học phổ thông. Và thực sự là như các anh chị em chúng ta vào đến S69 như này, chúng ta tham gia học tập thì chúng ta đều biết rằng là làm công ăn lương thì cái đời sống đa phần rất là khó khăn bởi vì cái thu nhập của chúng ta rất là thấp. Và cái bản thân em cũng như vậy, đặc biệt là cái vấn đề về sức khỏe nữa, thì em quan sát được là xung quanh chúng ta có rất nhiều người gặp vấn đề về sức khỏe, kể cả là những người còn đang rất là trẻ. Và bản thân em thì cũng vậy, em gặp một cái vấn đề đó là về tuyến giáp. Và cũng là nhờ cái vấn đề như vậy nên em đã có duyên, bén duyên được đến với Siuri. Và cho đến bây giờ thì sau 1 năm 2 tháng hợp tác với tập đoàn là chăm sóc sức khỏe Siuri, thì em cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi mà đi trên cái hành trình này. Không những là cho em được một cái giải pháp để mình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho gia đình, mà em còn có một cái cơ hội để phát triển bản thân, đặc biệt là phát triển tư duy. Và mình đã có cái nguồn tài chính để cho gia đình được bớt khó khăn hơn. Và chắc chắn rằng là cái thời đầu tiên mà khi mà vào đây đấy, em còn chưa có một cái ước mơ gì cả nhà. Tức là mình đến khi mà vào S69 em được thắp sáng ước mơ thôi. Khi mà vào đây thì đầu tiên Zoom ấy, mà thủ lĩnh Cường có nói như vừa nãy em nói đấy, là bao nhiêu trong số các bạn mong muốn được sở hữu xe hơi hình vuông tiết thì xin giơ ngón tay cái như thế này. Thì cái ngày đó là trong đầu em còn ý thức em còn chưa có, em không dám giơ tay luôn. Nhưng mà đến bây giờ thì em đã được vào dự đã đạt được cái danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp và em đã được bước chân vào dự án xe hơi. Và chắc chắn rằng là mình sẽ sở hữu một chiếc xe hơi như vậy, và mình sẽ giúp cho đồng đội của mình đi được xe hơi để mình được đi xe Mercedes-Benz. Có được cái cơ hội như vậy thì em vô cùng biết ơn đến Siuri, đến hệ thống S69, đến những người hướng dẫn của mình và những đồng đội đã tin tưởng đồng hành cùng với mình. Và đặc biệt là vô cùng biết ơn đến thủ lĩnh quốc tế Siêu Huy Cường của chúng ta, một người mà đã cho em rất là nhiều những cái bài học cũng như là tạo cơ hội, tạo điều kiện cho em để em phát triển. Và không để quý vị chúng ta phải chờ lâu hơn nữa, thì xin mời quý vị chúng ta hãy giơ tay phải lên ạ. Và tay trái của chúng ta đâu ạ? Chúng ta hãy cùng nhau vỗ một nhịp, hai nhịp và nhiều nhịp hơn nữa để chào đón lên đây hiệu trưởng của trường S69 và thủ lĩnh quốc tế Siêu Huy Cường ạ. Xin mời, kính mời anh. Ok. Rất là biết ơn mắt trên Zoom. 100% đi xe hơi hình bông tiết, giờ ngón tay cái. Cảm ơn nhà mình, bao nhiêu anh chị em quyết định nhân bản 5 chiếc xe hơi để mình được thưởng Mercedes-Benz thì giơ một bàn tay. Thank you, bao nhiêu anh chị em quyết định đã chơi, là một chơi, một cuộc chơi lớn, đã làm là làm tới bến, làm đến cùng. Sống với đam mê, sống với Siuri, đắm chìm với Siuri, thở ra Siuri, ăn với Siuri, ngủ với Siuri. Giúp ít nhất 14 đồng đội có xe hơi để mình tốt nghiệp S9 thì giờ hai bàn tay. 15 đồng đội. Yes. Rồi, high five, sao tay vào nhau. High five, thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Yes. Chào mừng tất cả anh em đến với cái buổi chia sẻ huấn luyện của nhóm cơn lốc ngược S69. Cơn lốc ngược là gì? Lốc thật ý, là đi đến đâu là tàn phá đến đó. Còn lốc ngược là nơi nào có bánh xe hình bông tuyết lăn qua. Nơi đó có sức khỏe, giàu có, tự do, ấm no và hạnh phúc. Và bao nhiêu trong số anh chị em cho Cường được hỏi một lần nữa là chắc chắn mình và hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn đồng đội tin tưởng đi đồng hành cùng với mình có sức khỏe, giàu có, tự do, ấm no và hạnh phúc thì giơ hai bàn tay. Rồi, ok, có thể xa xa hai bàn tay lần nữa đó. High five, mình là người xứng đáng. Yes. Chắc chắn mình sẽ có tất cả những cái điều như vậy. Siuri, ý nghĩa của các cái buổi coaching này. Ok, cảm ơn Trung nhá.
Cửa Huấn nghề. viên vượt qua rào cản. Đấy, để tư vấn viên đi đến đích, đơn giản thế thôi. Sorry, Thế that's thế cho all. nên là trong quá trình bán hàng, tuyển dụng, dẫn dắt, anh chị em gặp vấn đề gì? Thực chiến, những bài học, những con người thực, câu chuyện thật. Rồi, cảm ơn cả nhà. À, bạn Trung Năng Lượng, bạn ấy đang share audio đấy, thành bạn quên chưa tắt share. Đấy, lại có cái tiếng mình ở đâu đấy. Rồi, dành cho Trung Năng Lượng tràng pháo tay cảm ơn những cái điều rất là thú vị có thể xảy ra. Cảm ơn nhà mình. Cường chia sẻ tiếp. Đang nói đến cái gì nhỉ? Thôi rồi, nói cái gì không quan trọng, quan trọng là bây giờ nói tiếp đúng không? À, làm Siri có ba cái rủi ro. Rủi ro thứ nhất, càng ngày càng trẻ, càng khỏe, càng đẹp. Và bao nhiêu anh chị em mà sẵn sàng đón nhận cái rủi ro này thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn nhà mình. Rủi ro thứ hai, sẽ đến một cái lúc mà không thể ngăn được tiền về. Ai thích rủi ro này thì giơ hai ngón tay cái. Cảm ơn nhà mình. Và rủi ro thứ ba đấy là một ngày đẹp trời đấy, mình trở thành cái người mà được nhiều người yêu mến, được nhiều người rất là thích đấy, mà đi đến đâu là được đồng đội của mình chụp ảnh cùng với mình rồi trong những cái chương trình đào tạo tôn vinh vinh danh ấy, mình đi như là minh tinh màn bạc ở trên cái con đường trải thảm đỏ lên sân khấu để truyền cảm hứng. Ai thích rủi ro này giơ hai bàn tay. Ai sao sai tay vào nhau, sao sai tay vào nhau, high five. Cứ dấn thân đến cùng kiểu gì cũng có. Thank you. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những cái điều rất quan trọng. Nhưng trước khi chia sẻ, Cường không quên tự giới thiệu với cả nhà một chút xíu. Tôi là Trương Huy Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn sức khỏe Sibri. Hết tháng 6 này ấy, là Cường tròn 11 năm chính thức đốt cháy những cây cầu và bước đi vào vô địch. Tức là hết tháng 6 này là Cường chính thức kỷ niệm 11 năm tự do. Hết tháng 6 2011 thì Cường là tạm biệt tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đấy, và bước đi vào vô địch, có nghĩa là lúc đấy nó chả có cái gì trong tay, có mỗi cái máu liều thôi. Với một cái niềm tin ấy là đằng nào cũng chết, chả có gì để mất. Cái thứ hai ấy, là có một niềm tin thứ hai là mình không thể chết đói được. Đấy, thế cho nên là bước ra ngoài đời dấn thân. Đấy, và thực sự cũng lên bờ xuống ruộng mất khoảng 4 năm anh chị em. Đấy, và có tất cả chúng ta ở đây ngày hôm nay. Thế thì rồi hết tháng 7 này ấy, là kỷ niệm tròn 8 năm cùng hợp tác cùng tập đoàn sức khỏe Sibri. Có thể nói là hạnh phúc từng giây, từng phút đi trên cái hành trình này. Và thực sự là Cường biết ơn cái sản phẩm Sibri này rất là nhiều. Bạn bè, người thân của Cường thì gọi Cường là tiên ông. Bởi vì sao? Bởi vì ăn gì cũng ngon, đặt lưng là ngủ. Ăn khoai, ăn sắn, ăn ngô, ăn rau sống mà như còn ngon hơn sơn hào hải vị. Đặt lưng rất hiếm khi quá 1 phút. Và ngủ, ngủ rất sâu. Và như anh chị em quyết định là mình là tiên ông, tiên bà thì giơ hai ngón tay cái. Cảm ơn nhà mình, kiểu gì vào đây cũng trở thành tiên ông tiên bà hết. Đấy. Và nhờ cái chúng ta biết là có rất nhiều người có giàu có đúng không? Nhiều tiền, nhiều bạc, nhiều tài sản nhưng mà ăn không dám ăn. Bởi vì sao? Tiểu đường mỡ máu rồi ngu không ngủ được bởi vì nhiều tài sản quá mà cứ phải lo giữ, sở hữu nhiều quá. Thế nhưng vào đây thì sao? Chúng ta kinh doanh không sở hữu. Chả sở hữu cái gì cả. Đúng không? Và cũng chẳng có cái bất động sản nào, toàn di động sản. Ở đây hiện nay đang có 398 di động sản, 399 di động sản đang ngồi chia sẻ với nhau, giao lưu với nhau. Không sở hữu. Kinh doanh chuyển từ bất động sản sang di động sản. Kinh doanh chuyển từ đi chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động, đúng không? Và S69 của chúng ta có hai cái mục tiêu lớn. Mục tiêu thứ nhất
kết thúc năm 2025 chúng ta sẽ đưa Sibri Việt Nam trở thành một cái công ty kinh doanh theo mạng đạt doanh thu 1 tỷ USD ở Việt Nam. Mục tiêu thứ hai là chúng ta cùng nhau tạo ra một cộng đồng có 1 triệu gia đình có tủ sách Tinh Hoa. Đấy, và đây là một trong những cái mục tiêu chiến lược và những cái đóng góp vô cùng quan trọng đối với đất nước của chúng ta để truyền cho thế hệ con cháu chúng ta có một cái thói quen đọc sách, và sách đây là sách Tinh Hoa, đó là sách của doanh nhân thành công, sách của danh nhân, sách của vĩ nhân và sách của thánh nhân. Và ngày hôm nay cường muốn chia sẻ với cả nhà, trước khi chia sẻ một cái cuốn sách thì cường hỏi cả nhà là ai đã có sách Tinh Hoa rồi comment số 1, ai chưa có comment số 0, nhà mình comment thật nhanh được không? Ai có comment số 1, ai chưa có comment số 0. Ok. Rồi, cảm ơn nhà mình. À, rất nhiều số 1 và vẫn có nhiều số 0. Các bạn mới thì thường là số 0, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là ngày xưa Cường cũng thể học 2 trường đại học. Thế xong thì tốt nghiệp xong là coi như xong, cứ tưởng thế là ngon, chả có sách vở gì hết, đọc toàn thứ linh tinh. Đấy, nhưng sau này mình mới biết là mắc một cái sai lầm rất lớn trong cuộc đời mà không ai chỉ cho mình cả. Đấy, có nghĩa là sao? Học có một ít kiến thức thế là lao đi vào kiếm tiền, và vì như vậy là không có nhiều tiền. Nhưng từ khi mình biết đầu tư vào trí tuệ, đấy, và khi có trí tuệ rồi thì mình sẽ biết được phương pháp kiếm tiền, đúng không? Mình sẽ hiểu về giá trị của đồng tiền, mình hiểu được rằng là tất cả mọi người đều biết được rằng phi thương thì bất phú, đúng không? Bao nhiêu anh chị em đồng ý là phi thương thì bất phú thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Đấy, nhưng mà kinh doanh cái gì mới là quan trọng? Thì ngày hôm nay cường giới thiệu với cả nhà một cái cuốn sách. Chắc chắn đây là một cái cuốn sách gối đầu giường của hàng triệu doanh nhân khởi nghiệp cũng như là doanh nhân thành công trên thế giới này. Đấy, và cường tin là có nhiều anh chị em đã biết hoặc đã đọc cái cuốn sách này. Ừ. Ai đã đọc cái cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill này rồi thì comment số 6. Ai chưa thì comment số 0 để cường biết. À. Nghĩ giàu và làm giàu. Yes. Ok. Số 0 và số 6 rồi nhìn thấy nó tương đương nhau. Ừ. Nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill. Napoleon Hill là một đa triệu phú, là một nhà huấn luyện đào tạo rất giỏi. Ông là tác giả của trên 30 đầu sách bán chạy hàng đầu thế giới. Và ông là cố vấn của 2 đời tổng thống Mỹ, và đặc biệt là tổng thống Roosevelt, một trong những cái tổng thống rất nổi tiếng của nước Mỹ. Và cuốn sách này ông ấy nói về 13 nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu. Có nghĩa là gì? Ông ấy đưa ra từng nguyên tắc một. Và nếu như chúng ta áp dụng và chúng ta thấm nhuần 13 cái nguyên tắc này, và chúng ta có con đường rồi, chúng ta có phương tiện Sibri rồi, chúng ta có hệ thống dẫn đường S69 rồi, chúng ta có thị trường gần 100 triệu dân, rồi chúng ta còn nguyên cả châu Á, cả Ấn Độ, cả Trung Quốc, hàng tỷ dân này, ai cũng cần sức khỏe và sắc đẹp và ai cũng cần tiền, thì chả có cái lý do gì mình không trở nên giàu có cả. Nhưng muốn trở nên giàu có, chúng ta đều được nhận được cái thông báo về buổi Zoom đó, giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất để giúp con người thay thay đổi cuộc đời và thay đổi đất nước cũng như thay đổi thế giới. Và ở trong S69 thì chúng ta cần phải biết là muốn làm giàu, đầu tiên là làm giàu thế giới bên trong. Và làm giàu thế giới bên trong, cái làm giàu số 1 đấy là làm giàu tư duy, hay còn gọi là nghĩ giàu, đúng không? Think rich, nghĩ giàu and grow rich, và làm giàu. Thì trong cái 13 nguyên tắc này này, đây là 13 cách nghĩ của người giàu. À, 13 cách nghĩ của người thành công. Đấy, và ông ấy nói từng nguyên tắc một, và chúng ta hãy biến nó thành cuốn sách gối đầu giường. Gối đầu giường nghĩa là gì? Có nghĩa là không chỉ đọc một lần mà chúng ta sẽ đồng hành với nó cả cái cuộc đời này. Và một trong 4 cuốn sách mà doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, ông vua cà phê của Việt Nam, một trong 4 cuốn sách mà anh Đặng Lê Nguyên Vũ anh ấy muốn truyền cảm hứng cho bất kỳ ai muốn trở nên giàu có, và đây là một trong 4 cái cuốn sách đó, Nghĩ giàu và làm giàu. Rồi. Anh chị em nào mà nhớ hoặc là ấn tượng với cái điều gì đó ở trong cái cuốn sách này, tôi muốn mời một người chia sẻ truyền cảm hứng cho cả nhà cái nào. Ai muốn chia sẻ? Đặt mic nói tôi xưng tên, xin mời. Xin mời chung năng lượng. Dạ vâng, em là quý quốc tế, chào anh Kinh Dung. Em xin lỗi nãy cái mạng em bị đơ, tự nó chạy.
Ok. Điều đầu tiên mà em đọc cuốn sách này, em đọc 2 lần cuốn sách này rồi ạ, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Thì cái đầu tiên em ấn tượng nhất ở cái chương đầu tiên ý, là tác giả nói là bạn thực sự biết bạn muốn gì. Điều đầu tiên đây là cái đích đến trong cuộc đời, bởi vì là em cũng 14 năm bôn ba ở bên ngoài, em không biết cái đích đến trong cuộc đời của mình là gì, và suốt ngày đi tìm nó. Và cũng nhờ một nhân duyên là quý quốc tế hỏi em một câu là ước mơ trong cuộc đời của em là gì. Và khi đấy thủ lĩnh dẫn dắt và em đã ngộ ra con đường. Và điều đầu tiên mà điều cái điều này em hay rất là gieo gieo cho tất cả mọi người là mình phải thật sự biết mình muốn gì. Và khi đấy mình biết mình muốn gì và trở thành ai rồi thì con đường bắt đầu gì ạ? Mình mới gieo cái niềm tin vào trong cái con người của mình, và lúc ấy mình sẽ dẫn đến thành công. Và đấy là cái điều đầu tiên ạ, bởi vì có 13 nguyên tắc, em sẽ có thể Yes. thế trên đây. Cảm ơn năng lượng. Vừa tối nay Cường có post một cái post trên Facebook cũng như là Zalo ấy. Người ta không phải vì già ấy mà không không có ước mơ, mà chính vì không có ước mơ cho nên người ta mới già. Và hãy dám mơ ước đi. Đó. Hãy dám mơ ước đi. Cường ngày xưa là con sinh ra là con nhà giáo rất nghèo. Rồi ra trường học 2 trường đại học nhưng mà ra là một anh nhà báo vô cùng nghèo. Thế nhưng mà sao? Mình có cái ước mơ đấy là được tự do và trở thành triệu phú đô la. Đây là trên cái giá sách nhà Cường này. Lúc nào có cái đồng 1 triệu đô la này. 1 triệu đô la này nó không tiêu được. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình nhìn thấy nó để là sao? Để mục tiêu phấn đấu. Và mình biết là muốn trở thành triệu phú ấy, phải giúp được ít nhất 5 người có ô tô, kiểu gì trở thành triệu phú ở Siberia ấy, cứ đơn giản thế thôi. Thế và hàng ngày mình nhìn thấy nó, thế là cứ mơ đi, bởi vì sao cuộc đời nó rất đẹp và cuối cùng nó trở thành hiện thực, đúng không? Là cho nên đấy, và những cái con người mà thay đổi thế giới này là những con người rất là giàu ước mơ và nhiều mơ mộng, nhờ sao dấn thân và làm đến cùng. Rồi bao nhiêu anh chị em mà đã có những cái ước mơ và mình hàng ngày sống với ước mơ của mình thì giơ 2 ngón tay cái Cường xem. Cảm ơn cả nhà. Ai chưa có thì hãy tìm nhá, tìm xem là mình mong muốn cái điều gì, mong muốn trở thành con người như thế nào, sống một cuộc đời như thế nào. Nhiều khi người ta cứ đào tạo hay là định hướng nghề nghiệp ấy, đúng không? Nhưng mà trước khi định hướng nghề nghiệp ấy, thì phải định hướng một cái đích đã. Có nghĩa là mình muốn sống một cuộc đời như thế nào, mình muốn trở thành con người như thế nào. 2 câu hỏi này là 2 câu hỏi cực kỳ quan trọng trước khi mà định làm cái nghề gì đấy. Mình muốn sống một cuộc đời như thế nào, mình muốn trở thành một con người như thế nào. Câu hỏi lớn hơn ấy, là mình muốn tạo ra giá trị gì cho cuộc đời của mình. Mình muốn con mình, cháu mình kể về mình câu chuyện gì? Mình muốn con mình, cháu mình kể về mình câu chuyện gì? Đấy, cuộc đời bắt đầu thay đổi từ những cái câu hỏi như vậy. Anh chị em ạ. Ok. Rồi, bao nhiêu anh chị em quyết định chắc chắn mình sẽ sở hữu cuốn sách 13 Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill thì giơ 2 bàn tay. Rồi, lắc 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 lắc, xoa xoa 2 tay vào nhau, xoa xoa 2 tay vào nhau, kiểu gì mình cũng gối đầu giường để nó đi vào trí não của mình. Yes. Thank you. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ, chúng ta ngày hôm nay 28 rồi đúng không nào? Ừ. Chúng ta sẽ chia sẻ về bán hàng. Rồi, bao nhiêu anh chị em mà còn sợ bán hàng ấy thì comment số 1. Ai sợ bán hàng nhá, comment số 1. Ai yêu thích bán hàng thì comment số 6. Ai sợ bán hàng thì comment số 1. Ai yêu thích bán hàng thì comment số 6. Cứ sống thật nhá. Mình phải vào S69 là phải sống thật, trung thực, đúng không? Ai sợ bán hàng comment số 1. Ai mà yêu thích bán hàng thì comment số 6. Ok. Thế bây giờ Cường sẽ hỏi những anh chị em số 1 trước. Lý do tại sao mình lại sợ bán hàng? Đó. Nó phải có lý do chứ. Nó có cái điều gì mà mình sợ bán hàng? Rồi, ai muốn chia sẻ? Bật mic nói tôi xin tên. Tôi Thanh Lam. Rồi, xin mời Mông Thanh Lam. Dạ, em xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Xin cảm ơn anh đã cho em chia sẻ.
Thực ra là em một cái lý do em sợ bán hàng. Nó rất đơn giản thôi nhưng mà em mãi em chưa gỡ được. Tại vì từ trước đến giờ những cái sản phẩm em làm ra ấy, từ những cái cháp cưới này, các cái dạp cưới này, thì là những cái sản phẩm đấy là em làm ra em có thương hiệu và người ta tự tìm đến mình, chứ em không phải đi mời chào ai. Okay. Cho nên là đến bây giờ chuyển sang cái ngành này em phải đi mời mọi người mua sản phẩm, em thấy nó chưa, em chưa làm được. Rồi, em có một cái ngôn từ là phải đi mời đúng không? Đấy, anh sẽ hướng dẫn cho em tí nữa, sẽ hướng dẫn cho Thanh Lam một cái chiều chuyển hóa ngay lập tức. Rồi có thích không? Thích thì giơ ngón tay cái Thanh Lam. Rồi. Cảm ơn Thanh Lam. Xin mời anh Hoàng Việt nào, anh hiệu trưởng Hoàng Việt đến từ Cao Bằng Bắc Cạn. Xin mời anh Việt. Chuẩn bị ạ. Không mời được mic. Được rồi. Vâng. Ok. Đã. Hay quá, hôm nay được gặp thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường. Đã. Được nhìn thấy anh là bao nhiêu năm rồi cũng dồn về. Cảm ơn anh. Vâng. Dạ. Cũng là thực sự làm số 1, làm được số 1 đến số 6 khó lắm đấy. Nên là thứ nhất là bản thân thì chưa hiểu rõ về các sản phẩm. Đã. Nên là đi khi mình đi nói với khách hàng thì mình sẽ khách hàng đang cần cái sản phẩm này nhưng mà mình không biết là sẽ dùng sản phẩm gì để bán cho khách hàng. Nên là cái thứ nhất bây giờ bản thân là chưa hiểu về sản phẩm để bán đấy, cái sản phẩm này có tác dụng gì để bán cho ai thì là mình chưa học đủ nên là chưa bán được, nên là việc chưa bán được hàng là như vậy. Tôi cảm ơn thủ lĩnh ạ. Tức là cái nỗi sợ bán hàng của anh ấy là do là mình chưa hiểu tính năng và tác dụng của sản phẩm đúng không? Rồi, cảm ơn thầy giáo Hoàng Việt. Yes. Rồi, cái này thì quá đơn giản. Cường hỏi những người số 1 trước nữa nhé. Thiên Hương đang hỏi những người số 1 là những người sợ bán hàng ấy. Rồi, anh chị em nào lý do tại sao mình sợ bán hàng? Tiếp tục chia sẻ. Xin mời. Tôi, Nguyễn Thị Hường. Rồi, xin mời. Xin mời Nguyễn Thị Hường. Em chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, Trần Thị Kim Dung và chào tất cả các hội đồng thủ lĩnh có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Và cái nỗi sợ mà em sợ bán hàng đó là trước đây làm giáo viên. Em làm giáo viên nhưng em rất là thích bán hàng và em bán hàng từ cái năm mà em học lớp 12 xong là em đã đi tận Liên Hiệp để mua quần áo rồi để về để bán rồi và rất nhiều lần bị công an bắt. Đi ra đến cổng chợ thì bị bắt là hàng lậu không có giấy tờ. Rồi đi ra đường thì không có hiểu luật giao thông nên là bị bắt, bị phạt vì cái tội là đi sai làn đường. Và sau đó là em ngắt quãng một thời gian cho em chuyển sang bán mỹ phẩm. Bán được rất nhiều tiền nhưng mà toàn phải bán chui luôn. Bởi vì cái nghề của em là làm giáo viên. Thì em bảo là ôi mình đi bán chữ và sau bây giờ mình bán hàng lên đây thì phụ huynh người ta vào người ta nói rằng là cái cô giáo bán hàng hay là trông học sinh. Lúc nào trong đầu em cũng tưởng tượng là em không bao giờ em bán được hàng đâu, mặc dù em rất là thích bán hàng. Nhưng cái nỗi sợ của em là bán vì sợ phụ huynh nói là mình đi bán hàng. Nhưng mà đến cái thời điểm này, đó là 2 năm bị Covid, là em mở một văn phòng là tư vấn về trẻ tự kỷ tổn thương não. Nên 2 năm Covid thì 2 năm chỉ có lo tiền, trả tiền thuê nhà và lo tiền trả cho giáo viên thôi. Bây giờ con đường cuối cùng là các cụ vẫn nói từ xưa là chẳng có sai tí nào đâu, khi thương bất phú. Thế bây giờ mình phải làm thôi. Nên là bắt đầu vào là học công thức bán hàng. Bây giờ không sợ nữa. Chúc mừng Hường. Ngày xưa hồi bé em có hay bị bố hay mẹ hay ai đó dọa công an không? Dọa công an vì đã không chịu học, trốn đi chơi. Và thậm chí em còn bị bố em dìm xuống sông, xủ lung lên. Bởi vì rất là sợ đi học. Không thích đi học thế nào mà chỉ thích bán hàng thôi. Thích đi ra chợ mua rau về để bán. Và sau đấy thì nhà em làm hàng ăn. Thì em cũng thích nấu ăn để được bán hàng luôn. Khi mà khách đến ăn ăn thịt trâu như em nấu thịt lợn thành thịt trâu khách vẫn khen ngon, nhìn sướng đi bán hàng. Rồi, cảm ơn bạn Hường. Anh có những người sợ công an bởi vì sao? Bởi vì có khi trong tiềm thức ấy, cứ đi với bố mẹ đúng không? Hoặc là trẻ con hay bị bố mẹ dọa ăn đi không chú công an kia chú ý đến, thế là sao tự nhiên là tiềm thức cứ nhìn thấy công an là xanh hết cả mắt. Ở đây có ai sợ công an không? Có ai sợ công an thì comment số
số 5 ra nào. Có ai sợ công an đâu, comment số 5. À, có cả Hà Vi đấy, là lý do tại sao mà Hà Vi hay bị công an bắt. Thank you, ơn bạn được. Xin mời một chia sẻ nữa. Đấy, có ai mà vẫn còn đang sợ bán hàng ấy thì bật mic nói tôi xin lên. Ôi, Út Trung. Vâng, xin mời chị Út Trung. Vâng, em chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, chào tất cả các cô chú có mặt trên Zoom ạ. Để trả lời câu hỏi của thủ lĩnh ấy, thì thực ra thì đến bây giờ em vẫn sợ bán hàng. Và em xin giới thiệu với thủ lĩnh và tất cả các cô chú trong Zoom này, em cũng là một cô giáo dạy cấp 3 và cũng có những cái nỗi sợ giống như bạn vừa rồi. Thế nhưng có lẽ là một cái nỗi sợ mà sau này em học về tiềm thức thì em mới hiểu ra là ngay từ nhỏ mình đã rất là có những cái suy nghĩ không tốt về bán hàng. Và bởi vì nó có một cái từ gọi là từ con buôn ấy ạ. Và người ta cứ nghĩ đến những cái người mà bán hàng ấy là người ta nghĩ đến cái sự gian xảo, nghĩ đến những cái điều xấu. Và cái từ con buôn ấy nó đã khắc sâu vào. Hơn nữa là các cụ là rất là nhiều đời chỉ là nông dân và cũng không ai kinh doanh và cũng không ai bán hàng, và từ đó là em suy nghĩ rằng cái việc bán hàng nó là một cái điều xấu. Thế và sau này khi lớn lên rồi trở thành cô giáo rồi lọ mọ cắp vali đi học khắp nơi ra, thì lúc đấy em được học một cái lớp gọi là bán hàng, gọi là sale master của một cái thầy gọi là thầy Nguyễn Ngọc Huy. Và lúc đấy thì sau 2 ngày thì đúng là thấm đẫm cái tư tưởng về về bán hàng. Và lúc đấy thì em mới biết rằng là bán hàng là một nghề vô cùng cao quý, mà bán hàng là trao giá trị. Và trong cuộc đời này nếu ai không biết bán một thứ gì đó thì người đấy sẽ thất bại. Và ngay cả cái việc là một cô giáo đứng lớp cũng đang bán hàng, em đang bán kỹ năng, bán kiến thức, bán hình ảnh, bán tất cả những cái tốt đẹp để có thể làm gương cho học trò. Và khi em hiểu ra điều đấy thì em đã cảm thấy là tự tin hơn trong cái việc mà mình đi trao giá trị, nhất là khi đến với series. Tuy nhiên thì có lẽ là tiềm thức là một thứ nó dẫn dắt mình nó quá sâu từ trước đến nay, cho nên bây giờ vẫn chưa hết. Ừ. Cảm ơn thủ lĩnh ạ. Rồi, ok, cảm ơn Út Trung. Sợ cái gì, làm cái đấy làm liên tục 90 ngày hết sợ. À. Thank you. Đấy, chia sẻ giống như chị Út Trung ấy, chia sẻ rất là chính xác. Tức là từ nhỏ, nếu như chúng ta hay bị ai đó dọa ấy, và nó đi vào tiềm thức, đấy là cái thứ nhất, dọa ma này. Thế làm gì có ma đúng không? Ở đây đã ai nhìn thấy ma chưa? Ai nhìn thấy ma rồi giơ ngón tay cái ra nào. Nhưng mà không, chả nhìn thấy bao giờ nhưng lại sợ ma, bởi vì sao? Bị dọa hồi bé. Ừ. Rồi ông kệ đúng không, ăn thì không, ông kệ ông bắt rồi vân vân, tự nhiên bị dọa. À. Rồi nữa là gì, chuyện đọc truyện, trong rất là nhiều câu chuyện thì người giàu ấy thì là gian ác, cứ người nghèo nông dân ấy thì là tốt bụng. Thế thế cho nên là nó đi vào tiềm thức là cứ giàu rồi thì là xấu này, giàu là gian ác này, lão nhà giàu hà tiện này, à, rồi vân vân. Thế là trong tiềm thức mình ghét người giàu lúc nào mà mình không biết. À. Đấy, thế rồi giống như đấy, à, anh chị em vừa chia sẻ, nào là gian thương này, nào là con buôn này, à, thế và tự nhiên mình nó đi vào tiềm thức của mình và mình không biết. Đấy là những cái lý do rất là sâu xa, phải không nào? Và thế cho nên ấy, đúng rồi, phú ông này, gian thương con buôn. Cho nên để giải quyết được cái nỗi sợ bán hàng nó rất đơn giản thôi, quay trở về công thức gốc: tư duy đúng cộng hành động đúng thì nó bằng kết quả đúng, đúng không? Tư duy đúng cộng hành động đúng bằng kết quả đúng. Thì vì vậy tư duy đúng về bán hàng là gì? Tư duy đúng về bán hàng là gì? Đấy thì bạn nói chung vừa mới chia sẻ đấy. Ừ. Đấy là một cái tư duy bán hàng là trao giá trị. À, đúng không nào? Bán hàng là trao giá trị. Đấy. Bây giờ Cường hỏi những người số 6, những người mà không sợ bán hàng ấy, thì theo mình bán hàng là gì? Rồi xin mời những người mà comment số 6, những người mà yêu thích bán hàng ấy, bật mic chia sẻ. Xin mời. Tôi, Lê Phượng. Xin mời chị Lê Phượng, sau đến Thiên Hương. À, xin mời. lần đầu tiên em xin chào thủ lĩnh Trương Huy Cường và thủ lĩnh Trần Thị Kim Dung và tất cả các thủ lĩnh trong Zoom. Dạ. Lần đầu tiên em dám bật mic ở trên Zoom lớn. À, cảm ơn. Chúc chúc mừng Vâng, em
đam mê bán hàng từ lúc còn bé, em đã bán hàng rồi. Vâng. Em đã đi bán kem, em lấy ở làng khác về, em bán ở chỗ người ta đi gặt lúa ngoài đồng về, một tí là hết một xe kem. Giống tớ thế nhỉ? Rất là giống Trung Huy Cường, cảm ơn chị Phượng. Thế xong khi lấy chồng em còn quay nước mía, cũng là bán hàng. Xong em lại bán dưa hấu, bán na. Em bán rất rất hàng, có nghĩa là một ngày em phải bán được mấy chuyến na, có nghĩa là em bán tại cửa nhà nhà em thôi. Em lấy ở tại làng em bán luôn ở nhà, tại nhà luôn. Thế xong rồi quay nước mía cũng rất đắt hàng, nhưng mà cái ngày đấy là cũng đen, đúng cái năm quay thì nó cũng bị đường đắt nên là cũng không có lãi mấy. Có khi cả ngày bán quay hàng bao nhiêu, khi chỉ lãi 40.000. Và chị có đúc kết lại là tại sao chị lại yêu thích cái công việc bán hàng không? Cái việc bán hàng không? Em cũng không biết, nhưng mà em thích bán một cái gì đó thôi. Nên là em cái gì em cũng thích bán. Bây giờ là em bán cả mỹ phẩm, bán cả giày. Bây giờ khi vào CPD thì em bán hàng thì từ hôm về phát em bán là nguyên tháng đầu tiên em bán có 3-4 ngày. Mẹ chồng em đi viện nửa tháng em bán có 3-4 ngày được 12 triệu. Sang tháng này thì em quyết tâm hơn là làm từ đầu tháng. Là hôm đấy được chia sẻ của thủ lĩnh nào là phải làm từ đầu tháng. Là quyết tâm ngày nào cũng ra đơn hàng. Ngoài đi bán ra thì em... hôm nào em không đi thì em bán qua điện thoại, kết nối các bạn qua điện thoại. Thế là từ hôm em bán được 9 hôm, mùng 6 bắt đầu về hàng, em bán 9 hôm thì được gần 18 triệu. Quá siêu. Là đi em đi nick game về thì từ hôm đấy lắng quá, em cũng không đi mấy, thì có đi 1-2 hôm vừa rồi thì bán được mấy triệu. Còn mấy hôm nay toàn kết nối qua điện thoại, thì từ hôm qua thì lúc Tiên Trung chia sẻ về em là nghĩ nhiều, không biết có lên xuyên K5 hay không. Thế em cũng bảo là thôi quyết định xuyên. Nhưng mà lúc hôm qua, ngày hôm qua là vẫn băn khoăn. Thế xong ngày hôm nay thì lại quyết định không làm gì nữa, chỉ có ăn rồi ngồi kết nối qua điện thoại. Lúc nào mát thì lên đường. Lên đường hay là chốt được 5 hộp tóc móng. 5 hộp một phát tóc móng với lại cả mấy hộp trà. Thế là ngày hôm nay là được hơn 2 triệu. Chốt được hơn 2 triệu tiền hàng. Ok, chúc mừng chị Phượng. Đúng là 76 máu hơn các bảy khác. Đây là một người bạn đồng niên, vừa là chủ, nhớ là chủ hiệu giày, rồi chủ bơm nước gì đấy đúng không nhỉ, bạn Phượng nhỉ? Vâng. À, đúng rồi. Ok. Làm bên thủy lợi. Đúng rồi, làm bên thủy lợi. Có nghĩa là ngoài làm ở nhà ra, em vẫn cứ thích bán một cái gì đó. Nói chung là cứ thích bán thôi. Kể cả ra chợ bán chè cũng bán. Ok. Cường chia sẻ với bạn Phượng điều này nhá. Bạn Phượng làm một cái việc rất tốt rồi, tức là có 4 việc. Một là bán hàng, đúng không? Đấy, bây giờ làm tốt rồi thì ở đây mình có 4 cái việc mình cần để trở thành một nhà kinh doanh theo mạng ấy, có 4 việc. Việc số 1 là bán hàng. Đấy. Việc số 2 là tuyển dụng. Hay nói một cách đơn giản là đi tìm những người mà tìm đồng đội, những người cùng kinh doanh, tìm những người cùng kinh doanh với mình. Điều số 3 ấy, là biết cách hướng dẫn, biết cách dạy lại. Đấy. Và việc thứ 4 là xây dựng nhân hiệu. Thì bao giờ trở thành K6, K7 trở lên thì chúng ta sẽ nói nhiều lên câu chuyện nhân hiệu. Thế ở đây có một cái điều như này. bạn Phượng có thích xe hơi bông tuyết không? Ok. Thế thì đầu tiên là mình biết bán này. Đấy, bây giờ bạn Phượng bán cái sản phẩm rất tốt rồi. Bây giờ mình song song vẫn phát huy cái đó và mình bán cái cơ hội kinh doanh này để mình có đội. Giờ mình phải ra đội, đúng không? Dạ. Tức là bán sản phẩm thì tốt rồi, bây giờ song song vừa bán sản phẩm vừa bán cơ hội kinh doanh này, hay còn gọi là tuyển dụng đấy, để ra đội. Sau đó là việc của mình dạy cho đội biết bán. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì bây giờ nha, mình bán tốt, nhưng mà bây giờ có 100 người bán tốt như mình, có 1.000 người bán tốt như mình thì có tốt hơn không? Ok, luyện chiêu tiếp theo, dạy cho đội biết bán. Cảm ơn bạn Phượng. Vâng, em cảm ơn cả nhà đã lắng nghe ạ. Ok, chúc mừng. Xin mời
Thủ lĩnh Thiên Hương. Dạ, xin chào Thủ lĩnh Trương Huy Cường, xin chào các Thủ lĩnh trên Zoom. Mình là Thiên Hương, hiện tại thì đang làm ở Syria được 9 tháng. Và thực sự là cái việc mà bán hàng đối với Hương thì nó dễ lắm. Và thực sự là cũng như chị ạ, thì em cũng bán hàng là cũng rất là lâu rồi. Từ lúc mà mới được 6 tuổi là mẹ đã dẫn ra chợ bán cho mẹ rau rồi. Thế nên là mình rất là máu kinh doanh. Bán là mỗi lần bán là mẹ này cho thêm 200 để đi mua kem. Thế nên là rất là thích. Rồi là đến lúc mà cũng giống như chị là lớn lớn một tí thì cũng đi bán kem. Em cũng bán kem như anh Cường đấy ạ. Cũng đi cất kem về bán ấy. Bán ở cổng trường lúc mà người ta tan học ấy là mình ra mình bán. Và cũng bán rất là nhiều thứ. Xong là đến lúc mình lấy chồng, rồi đi làm công ty thấy không còn ổn. Nghĩ là phải tìm cái ngành gì gì mà mình vừa trông được con, vừa lo được việc nhà, lại có thêm thu nhập. Thế là cũng lao vào đi bán quần áo. Xong quần áo xong này thấy quần áo cửa hàng mình rộng thế, thì quần áo thì hơi ít, chuyển sang bán thêm giày dép. Giày dép xong vẫn thấy thiếu, bán thêm mỹ phẩm, rồi bán đồ dùng học sinh. Nói chung là em như một cái cửa hàng tạp hóa ấy, bán rất là nhiều thứ. Xong thế đấy là thấy cái gì đó sai sai, sao bán nhiều thế mà sao nó không giàu lên, tiền nó cứ bán toàn vào hàng thôi. Thế nên là có một thời gian em sợ bán hàng mọi người ạ. Sợ là như này mọi người nhá, khi mà kinh doanh hệ thống, kinh doanh bán buôn bán lẻ tại nhà ấy, thì mình muốn giá đẹp thì mình phải ôm hàng nhiều đấy. Thế là có một thời gian em Hương rất là sợ, sợ ôm hàng. Thế nên là khi mà được mời vào làm Siberia nó, nếu mà đừng lại ôm hàng nữa em hãi lắm. Nếu mà lại ôm hàng nữa thì sợ lắm. Thế cái thời gian đầu là không đồng ý đâu. Thế nhưng mà sau khi mà được vào và mình học ấy, mình thấy đây đúng là cái môi trường mà mình đang mong muốn. Nghĩa là mình không phải bỏ vốn nhiều. Mình không phải bỏ vốn nhiều. Ít nhất là tất nhiên là mình cũng phải có vốn là từ 3-5 triệu rồi. Đấy thì cái việc mà mình không phải bỏ vốn nhiều đấy thì nó đánh đúng vào cái trọng tâm mà Hương đang mong muốn. Mà làm sao khi mà mình lại biết cách nữa nè, ở trước mình bán hàng nhiều thế, mình bán cái gì cũng giỏi, bán cái gì cũng tốt, và người ta vẫn nói nè, ờ cái bạn này bạn ấy có duyên bán hàng. Thế nhưng chẳng phải là duyên đâu mọi người ạ. Chẳng qua là nhà mình nhiều mặt hàng ấy, người ta đến nhà mình thì thấy cái gì người ta cũng có cái để người ta mua được. Thế nên là mình bán được nhiều hàng thôi. Nhưng mà vốn vào thì nó lại cứ tiếp tục là mình đi, mình nhập hàng về, cuối cùng chả thấy giàu đâu cả, nghèo nhà, vẫn cứ nghèo, vẫn nhà cấp 4 mọi người ạ. Và khi mà mình sang Syria thì mình thấy khác hẳn hoàn toàn luôn. Và mình làm thế là à, đây đúng là cái môi trường mình thích rồi. Mình được đi chia sẻ cho nhiều người làm giống như mình. Bán có 3 triệu mới 5 triệu một tháng rồi. Mà bán thì cực kỳ dễ luôn. Ở nhờ cái mối quan hệ của mình. Mà trước khi mà mình làm đến Syria ấy, mình có một cái tệp khách hàng cũ rồi. Cứ thế là một tháng 200-500 điểm rồi đến 1.000 điểm, rất là nhẹ nhàng, không có gì là khó cả. Và khi Hương thấy là à, mình bán hàng tốt như thế thì tại sao mình không đi dạy người khác bán hàng. Thế nên đội ngũ của Hương bán hàng cứ tầm 200-500 đến 1.000 điểm, nó cũng nhẹ nhàng lắm. Thế là cái việc mà mình thấy là à, cái việc mình làm tốt rồi, mình đi chia sẻ và mình hướng dẫn lại người khác thì cực kỳ tuyệt vời. Và tuy thế là hệ thống của mình nó phát triển thôi ạ. Đã, em cảm ơn ạ, em xin hết. Cảm ơn Thiên Hương. Bạn Thiên Hương này, bạn ấy là một người rất đặc biệt và sinh ra trong một gia đình cũng rất đặc biệt. Có mấy anh chị em nhỉ Thiên Hương nhỉ? Dạ, nhà Hương có 3 anh chị em ạ. À, có 3. Và hiện tại là có một em trai là cũng bắt đầu nhờ chị là hướng dẫn là cho em làm theo chị với. À, một ông anh họ là. Ờ dạ. thế cái đội mà đi xuất gia hay là đội nào? À vâng ạ. Đội xuất gia là em đằng chồng ạ. Nhà chồng em thì là có bác rồi là 6 anh chị em trong một gia đình, 7 anh chị em trong đình là đi tu hết. Chỉ có một bác trưởng ở nhà thôi. Và đến em trai chồng của em là cũng đi xuất gia. Và hiện tại cũng chỉ có một mình nhà em ở nhà để lo gánh vác gia đình thôi ạ. À, ok, cảm ơn Thiên Hương đấy. Mình rất là ấn tượng với cái câu chuyện gia đình bạn ấy. À, gần như là cả nhà đi xuất gia hết. một câu chuyện rất là thú vị. Đấy là hiếm có những cái gia đình nào như thế. Lúc nào mình phải nhờ nhà báo nào đấy viết cái câu chuyện. Thường tin đấy là một câu chuyện rất là hay. Rồi, cảm ơn Thiên Hương chia sẻ. Thế thì chúng ta quay trở lại nhá. Sau đó chúng ta chia sẻ một cái điều khác rất quan trọng trong bán hàng. Cả nhà comment đi, bán hàng là gì? Nãy chúng ta đang comment rồi, chúng ta sẽ chia sẻ tiếp. Anh chị em comment và Cường sẽ viết ra đây. Bán hàng là trao giá trị rồi này. Tư duy về bán hàng nhé. Bán hàng là trao giá trị. Bán hàng là gì nữa cả nhà? Bán hàng là giúp đỡ khách hàng. Yes.
Đúng rồi. Rồi cả nhà cứ comment đi, bán hàng là trao giá trị, bán hàng là giúp đỡ khách hàng, bán hàng là giải quyết vấn đề cho khách hàng. Yes. Bán hàng là trao giá trị này. Bán hàng là giúp đỡ khách hàng. Bán hàng là chăm sóc khách hàng. Bán hàng là bán giải pháp này, trao giải pháp này. Bán hàng là tư vấn này. Bán hàng là phục vụ này. Còn gì nữa không nhà mình? Tiếp tục. Anh chị em comment. Bán hàng là phụng sự, yes. Bán hàng là trao cơ hội, bán hàng là thấu hiểu, giải quyết vấn đề. Bán hàng là giáo dục khách hàng, yes. Bán hàng là giáo dục khách hàng này. Bán hàng là trao tình yêu thương này. Vân vân. Ok. Thế bây giờ nhá, chúng ta nhận thức bằng ý thức nhá. Bán hàng là phụng sự. Bây giờ chúng ta nhận thức bằng ý thức trước. Bây giờ tư duy bán hàng là trao giá trị, bán hàng là giúp đỡ khách hàng, bán hàng là chăm sóc khách hàng, bán hàng là trao giải pháp cho khách hàng, bán hàng là tư vấn cho khách hàng, bán hàng là phục vụ, phụng sự khách hàng, bán hàng là giáo dục khách hàng. Và bao nhiêu anh chị em thấy bán hàng nó rất là cao quý thì giơ hai ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà. Ấy nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì mình do vô tình và mình không biết, mình bị cài đặt từ bé trong tiềm thức ấy. Gian thương này, con buôn này. Đấy, bán hàng là móc túi khách hàng này, bán hàng là lừa này, là bịp này, là gì? Mua rẻ bán đắt này. Rồi sao? Cân thì cân thiếu này, ra chợ đấy cứ cân một ra cân. Đấy, Cường ngày xưa thỉnh thoảng đi chợ hay vui vui, nào cân. Cân 10 lạng hay cân 8 lạng? Cân 8 lạng thì để biết, mình cứ hỏi mấy cái người bán hàng ấy, vân vân. Thế là nó đi vào tiềm thức. Nhưng bán hàng, đa số mọi người đều biết rằng phi thương thì bất phú, đa số mọi người đều biết rằng kinh doanh thì mới làm giàu được, phải không nào? Và giải quyết đầu tiên vấn đề về bán hàng đấy là giải quyết về vấn đề tư duy. Khi mà tư duy đúng ấy thì chúng ta sẽ hành động đúng. Ví dụ chúng ta đến với khách hàng bằng tâm giúp đỡ khách hàng, đúng không? À, kể cái câu chuyện bản thân của mình. Mình được sử dụng cái sản phẩm này. Đấy, ngày xưa Cường, các bạn biết là mình do 8 năm uống thuốc Tây về xương khớp ấy, nó bị hệ miễn dịch suy giảm, chức năng gan suy giảm, bị dạ dày, trào ngược dạ dày. Thế cho nên ấy là khi mà miễn dịch nó suy giảm, thường xuyên bị viêm họng, thường xuyên bị viêm mũi này, thậm chí sáng là đánh răng khạc đầm xanh đầm vàng, xin lỗi cả nhà, cứ một hoặc hai tháng là một trận kháng sinh. Thế cho nên là khi mình được chia sẻ cho về thực phẩm bảo vệ sức khỏe và đặc biệt là Siri, lần cuối cùng mình không nhớ là uống một cái viên thuốc kháng sinh lần cuối là khi nào, trong khi ngày xưa ấy là uống kháng sinh tuần mà nó không khỏi phải rút cái viên ampicillin rồi amaroxin gì đấy ngậm cho nó nhanh. Vì vậy là mình thực sự đúng là may mắn trong cuộc đời, là bởi vì mình bị bệnh cho nên là mình mới yêu cái sản, yêu thực phẩm bảo vệ sức khỏe và yêu CB như vậy anh chị em. Đấy, và mặt thì rỗ đầy mụn này, rỗ rất sâu, thì bây giờ càng ngày càng, bao nhiêu anh chị em thấy là ở tuổi 46 như này chuẩn bị bước sang tuổi 47 thì tạm được thì động viên Cường ngay giơ ngón tay cái. À, cảm ơn cả nhà, thank you. Thế và kể cái câu chuyện đó thôi, mình biết ơn cái sản phẩm này và chính vì vậy mình tri ân sản phẩm này, mình muốn giúp đỡ bạn, chia sẻ cho bạn có một cái dòng sản phẩm thảo dược của Nga, có cái giải pháp, và mình cũng mong muốn bạn yên tâm sức khỏe giống như mình, ăn gì cũng ngon, đặt lưng là ngủ, đúng không? Đấy, bán hàng là chia sẻ, là trao giá trị, mình có giá trị tốt rồi, và mình cũng mong muốn mình cũng muốn bạn được càng ngày càng trẻ, càng khỏe, càng đẹp. Mình cũng mong muốn bạn, nếu là phụ nữ đúng không? Mình sinh ra là để giúp cho chị em mãi mãi tuổi 20 luôn luôn tỏa sáng. Nếu là đàn ông ấy,
mình sinh ra là để giúp cho những người đàn ông có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Phong độ. Những người đàn ông ở đây có ai thích nha? Luôn luôn là đàn ông phong độ không? Giơ ngón tay cái. Những người đàn ông. Hãy đi giúp đỡ những người đàn ông. Để cho bất kỳ người đàn ông Việt Nam nào ai cũng có chỗ đứng và cứng chỗ đó. Đúng không? Cứng chỗ đó ấy là nó liên quan đến sức khỏe tổng thể. Tức là nếu mà sức khỏe sinh lý nó ngon, với điều kiện là sức khỏe thể chất tổng thể nó ngon, thì cái đó nó mới ngon được. Tổng thể mà nó phọt phẹt thì còn lâu mới ngon. Bao nhiêu chị em đồng ý? Giơ hai ngón tay cái. À, cảm ơn cả nhà. Hãy chăm sóc cho những người đàn ông Việt Nam. Đấy, có những người thì sao mà súng mà chỉ để dùng mỗi một chức năng là súng bắn nước ấy. Phải giúp cho những người đàn ông ấy. Cái này mà bác sĩ Phương nói chuyện hay lắm, bật bông rồi ABC. Tí nữa cho bác sĩ chia sẻ. Rồi giúp cho những người phụ nữ mãi mãi tuổi 20, điện nước đầy đủ, 60, 70 tuổi vẫn tỏa nắng. Và bao nhiêu chị em ở đây mà muốn 60, 70 tuổi vẫn tỏa nắng thì giơ hai bàn tay. Cảm ơn cả nhà. Bán hàng là giúp đỡ. Giúp đỡ cho chị em là chị em. Bây giờ phụ nữ mà không là phụ nữ thì nó buồn lắm. Phụ nữ mà nó cứ khô không khốc thì nó đâu có gọi là phụ nữ. Phụ nữ là nó phải mềm mọng, nó phải ướt át, nó phải căng tròn hay gì đấy, ví dụ thế. Thậm chí là sao, có những thứ thì kích cỡ không quan trọng, quan trọng là đường cong, nó phải... Đấy, nói chung là phụ nữ nó phải là phụ nữ. Thế thì mình đi giúp đỡ, mình được hưởng một cái điều tốt rồi thì đi giúp đỡ người khác, giúp đỡ chị em khác. Bây giờ câu hỏi cả nhà nhá. Trước khi hỏi cái này, thì bây giờ có một cái thứ trong bán hàng thì mình cần phải xử lý. Nó gọi là tiếng nói nhỏ. Xử lý tiếng nói nhỏ. Đây nó là cái rào cản rất lớn trong bán hàng. Tại sao lại sợ bán hàng? Bởi vì nó xuất hiện tiếng nói nhỏ. Đúng không? Và bây giờ mình phải gọi tên được cái tiếng nói nhỏ đấy. Đúng rồi, cảm ơn Trung Năng Lượng. Kích cỡ không quan trọng, quan trọng là đường cong. Thế cho nên là nhiều chị em cứ nhầm, là cứ bơm với vá toàn đồ giả thôi. Nhưng mà anh em có thích đâu. Anh em là thích đồ thật và thích đường cong. Chị em nhầm hết. Kích cỡ không quan trọng, quan trọng là đường cong. Chị em nhớ nhá. Ok, thế cho nên phải tập luyện thể dục thể thao đấy, giống như cô Phương ấy. Đạp tạ vẫn hơn 100 cân. Năm nay 64-65 tuổi mà vẫn đường cong, đầy năng lượng. Ok, Hà Vi, quan trọng là hàng thật. Thank you. Chúng ta quay trở lại này. Tiếng nói nhỏ trong bán hàng, tại sao lại có tiếng nói nhỏ? Ví dụ bây giờ mình bán hàng cho người giàu thì tiếng nói nhỏ là gì? Anh chị em thử comment nào. Khi chúng ta bán cho người giàu ấy, thì tiếng nói nhỏ là gì? Anh chị em thử comment nào. Chúng ta bán cho người giàu thì tiếng nói nhỏ là gì? Tiếng nói nhỏ là tự nhiên xuất hiện một cái tiếng bla bla trong tai này này, và nó ngăn cản cái việc của mình giúp đỡ. Giàu thế không mua của hàng mình đâu, sợ họ không đón nhận. Đúng rồi. Đấy, cầu cạnh họ. Đúng rồi. Họ không tin. Đúng rồi. Đấy, những tiếng nói nhỏ đấy. Chắc gì họ đã mua. Chính xác. Sợ họ không đón nhận, sợ nhờ vả. Đúng rồi. Họ có tiền họ không tin. Đúng rồi. Thích dùng hàng xách tay, có phải bác sĩ đâu, sợ họ không đón nhận, sợ họ chê hàng rẻ, thế làm gì có hiệu quả. Họ tin bác sĩ, hàng tốt, họ chê rẻ, vân vân. Đúng rồi. Đấy, đấy là những tiếng nói nhỏ. Ừ, đúng rồi. Nhưng bây giờ câu hỏi đúng nhá. Bây giờ câu hỏi tất cả anh chị em này. Người giàu có cần sức khỏe và sắc đẹp không? Ai thấy người giàu cần sức khỏe và sắc đẹp, giơ hai ngón tay cái. Cảm ơn nhà mình. Người giàu chắc chắn là người thông minh. Bởi vì thông minh cho nên người ta mới giàu. Người giàu chắc chắn là những người có trí tuệ rồi. Thế còn giàu mà giàu theo kiểu nháy nháy mà giàu thì chúng ta không bàn. Thế thì những người giàu ấy có xứng đáng được bảo vệ không? Xứng đáng được giúp đỡ không? Ai thấy xứng đáng thì giơ hai ngón tay cái. Đúng rồi. Cảm ơn cả nhà. Thế thì ai sẵn sàng giúp đỡ tất cả những cái người giàu có bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp bằng cái sản phẩm Siri thì giơ hai bàn tay. Cảm ơn cả nhà.
Bây giờ nhá, Cường hỏi cả nhà này. Giàu đến như anh ngày xưa là anh chủ tịch tập đoàn Nam Cường ấy. Cuối cùng thì cũng ta đi vì ung thư. Và có mang theo được cái gì đâu. Đúng không nào? Rồi ngày xưa có nhiều lắm. Đấy, hoặc là một cái anh nhạc sĩ ca sĩ mà Cường cực kỳ yêu mến, truyền cảm hứng mãnh liệt cho mình. Đấy là anh Trần Lập. Và cuối cùng sao? Cái lúc Cường cũng có bạn Facebook với anh ấy. Cái lúc mà anh ấy bị ung thư ấy, là Cường cũng có kết nối chia sẻ. Nhưng mà thực ra ấy, là nhân duyên mà. Cái này thì khó nói. Mình cũng chia sẻ thêm một cái giải pháp để có thể hỗ trợ được phần nào đó thôi, vân vân. Nhưng mà cuối cùng Thảo rất là tiếc về một cái nhạc sĩ và ca sĩ rất là tài hoa. Thế thì đấy, những người tài như thế có xứng đáng được bảo vệ không nhà mình? Xứng đáng chứ, đúng không? Nhưng vì cái tiếng nói nhỏ là sao, sợ người ta cười này, sợ người ta chê này, sợ người ta khinh này, có phải không nào? Và chính cái nỗi sợ đó là cái tiếng nói nhỏ đấy, nó ngăn cản cái hành động của cái việc mà mình chia sẻ cho người ta. Vì tư duy nó sai về bán hàng. Tư duy đúng là người nào thì cũng cần bảo vệ, đặc biệt người giàu càng cần bảo vệ, anh chị em ạ. Yes. Thế đấy, ví dụ là giờ bán hàng cho bác sĩ, giàu tiếng nói nhỏ là gì? Ở nhà comment. Bán hàng cho bác sĩ thì tiếng nói nhỏ là gì? Bác sĩ họ có chuyên môn rồi, họ là chuyên gia, họ không tin, đúng rồi. Đấy là tiếng nói nhỏ. Họ không tin, họ có trình độ, họ giỏi thế, họ không nghe mình đâu. À, rồi đa cấp rồi, họ quá nhiều lựa chọn này. Ok, rồi cả nhà giơ bàn tay của mình ra, giơ bàn tay của mình ra. Rút cái tiếng nói nhỏ đấy đặt lên bàn tay. Wow, đập đến bốp một phát bảo câm mồm đi. Tôi bảo cái tiếng nói nhỏ đấy, câm mồm đi. Đấy. Và sau đó sẵn sàng giúp đỡ bác sĩ. Càng bác sĩ càng phải giúp đỡ. Chẳng qua là sao, bác là to hơn bố cho nên là mình sợ thôi, đúng không? À, thế nhưng mà sao, bác sĩ là những người bác sĩ là những người cần phải giúp đỡ nhiều, cũng thuộc dạng top đầu cần phải giúp đỡ, anh chị ạ. Vì sao? Bác sĩ là những người hoạt động trong môi trường độc hại. Độc kể cả về tinh thần. Thứ nhất là môi trường tiếp xúc với bệnh tật nhiều này, đúng không? Virus vi khuẩn rất là nhiều này. Rồi độc về tinh thần ấy. Toàn thấy người rên, người kêu, người la thôi. Ôi em bị đau lắm, tôi nhìn thấy máu mê be bét, nói chung là lúc nào cũng tiêu cực, nhìn thấy nó rất là đau. Đấy, có được cười nhiều như chúng ta đâu. À, tí nữa hỏi bác sĩ Phương xem có đúng không. Lúc nào thấy kêu, thấy than. Tôi gặp người nhà bệnh nhân thì ui dồi, nhà em nghèo lắm nhưng mà sao? Bác sĩ phải giúp em đến cùng rồi vân vân. Đấy. Rồi nhìn thấy những người thậm chí bán nhà bán cửa đi để cứu mà cuối cùng chẳng cứu được. Cho nên là chứng kiến rất nhiều thứ tiêu cực. Vì vậy các bác sĩ là những người đặc biệt cần phải giúp đỡ. Rất cần phải giúp đỡ. Bởi vì các bác sĩ mà có sức khỏe tốt ý, thì sẽ cứu được nhiều người dân. Bao nhiêu anh chị em đồng ý, giơ hai ngón tay cái. Đấy, thế thì quan trọng là mục tiêu không bao giờ thay đổi, nhưng mà mình tìm chiến lược để tiếp cận. Có phải không nào? Tức là cái tiếng nói nhỏ đấy, mình tiêu diệt và tìm chiến lược để tiếp cận. Đấy, bây giờ trước khi chúng ta xem nhá, bác sĩ có cần được giúp đỡ và đặc biệt giúp đỡ không? Bây giờ hỏi bác sĩ Phương. À, xin mời bác sĩ Phương chia sẻ. Đã. Bác sĩ Phương chia sẻ xem là bác sĩ là đúng là cái đối tượng mà rất cần được giúp đỡ không? Xin mời. Chào thủ lĩnh quốc tế Trung Huy Cường, thủ lĩnh Trần Thị Kim Dung cùng hội đồng thủ lĩnh và tất cả anh em trên Zoom. Hôm nay thủ lĩnh Trung Huy Cường cho chúng ta rất là nhiều bài học, và ở đây có một cái bài mà thủ lĩnh nói là bác sĩ
Vậy thì có bán hàng không? Và anh em cũng đã là chia sẻ tại sao bán hàng cho bác sĩ khó thế. Thì một số anh em cũng đã nói là bác sĩ thì đã có chuyên môn, bác sĩ là chuyên gia, bác sĩ thì có nhiều lựa chọn, vân vân và rất nhiều vân vân. Đấy thì ở đây thì Phương cũng là một người mà đã từng trải trong nghề trên 40 năm. Thế và thấy rằng là như thủ lĩnh Trương Huy Cường đã nói, tức là thủ lĩnh gần như là đã thấu hiểu về nghề của Phương, hay nói thật là thấu hiểu của nghề bác sĩ. Nên nói đến bác sĩ thì mình chỉ đứng ở ngoài để cho nó oai tí thôi. Phương vẫn nói là nhất y nhì dược mà tạm được bách khoa sư phạm bỏ qua nông lâm không tính đến. Thì cái đấy Phương chỉ tự hào lúc Phương mới là một là sinh viên rồi vừa mới ra trường mình là bác sĩ thì mình đại khái là cũng lúc ấy hơi điệu một tí, cũng kêu kêu một tí. Thế nhưng khi bắt đầu bước vào ngành rồi thì thực sự là gian khó, mà như thủ lĩnh Trương Huy Cường đã thấu hiểu, đó là trong cái môi trường lúc nào cũng thấy đau đớn. Một đêm đi trực thì anh em biết là Phương làm cái bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên ấy. Anh em biết không, từ lúc đi đến trực cho đến sáng ấy, là cấp cứu suốt từ tối cho đến sáng. Mọi người bảo số cái, xin lỗi cả nhà là cái số cái con này, cái con trâu hay sao mà từ lúc bước chân đến y tá cũng kêu, tại vì Phương trực là vất vả. Thế và không được đặt lưng, tức là một đêm gần như trắng chiếu. Thế vào một tuần trực 2 lần mà cũng rất là vất vả, trực xong lại đi giảng sinh viên luôn, trực xong lại đi giảng. Thế và anh em cũng thấy rằng là cái môi trường rất là căng thẳng. Thế và hàng ngày nếu như anh em trong cuộc sống đời thường hôm nay mình lên, mình cứ cười tươi này, bất khuất này đấy, thế và rất là vui tươi. Nhưng với bệnh nhân chỉ được câu đầu tiên thôi: bác ơi, hôm qua bác có ngủ được không? Đấy là câu đấy là phấn khởi nhất rồi, sướng nhất trong một cái ngày và lúc cái tiếp xúc bệnh nhân là được cái câu hay nhất thôi. Còn lại bắt đầu quan tâm: thế bác còn đau không? Thế là ôi dồi ôi, cho lên một thôi một rồi. Thế rồi bác đi đại tiện được không? Ừ, bác có đi tiểu được không? Bác ơi, đây phân của em đây, nước tiểu của em đây, nôn của em đây, tơi bời khói lửa. Anh em thấy vô cùng là vất vả. Thế và hai nữa là Phương là bác sĩ nội khoa mà lại làm tim mạch nữa. Thì anh em thấy rằng là số lượng, cái lưu lượng bệnh nhân đến bây giờ thì càng ngày chúng ta thấy là thấy nặng nề lắm. Thế và những cái vấn đề mà chúng ta thấy là đôi khi vào là cứ ho thôi, mệt thôi, thì mình bảo cái này viêm phế quản, chứ cái này không phải tim đâu. Nhưng mà có những trường hợp mà sau khi kiểm tra kỹ ra là anh em biết tại sao lao. Coi như là ăn cả tối, ăn no cái chiếc khuẩn lao rồi, ăn no rồi. Thế và mọi người cũng nói gọi đấy có khi nhiễm lao rồi. Như vậy cái môi trường của bên Phương là nó cũng rất là nặng nề. Và chúng ta không có độc hại gì cả. Tại vì là nếu mà khoa lao đúng chẩn đoán là phải xuống lao. Mà bây giờ họ đã vào đến các khoa của Phương rồi. Đến lúc mà coi như đến lúc họ nôn ra máu kiểm tra ra thì ôi hàng lao tới bến. Và lúc này thì các bác sĩ đã ăn no BK rồi. Và lúc này thì lại phải mình lại phải tự, lúc này lại phải tự tiêm kháng sinh tại vì phòng mà, thế lại phải uống thôi, lại phải tiêm thôi. Ôi trời, ù hết cả tai mà chóng hết cả mặt đấy. Thì cái nghề nó gian nan như thế. Và hôm nay thủ lĩnh Trương Huy Cường cũng đã thấu hiểu với ngành của Phương và kể thì vô vàn là khổ. Mà Phương đã nói là tè một cái điều là không bao giờ cho con, cho cháu, cho ai đi theo ngành nữa. Ngành quá vất vả mà quá gian nan. Thế nhưng Phương duy nhất một người con trai. Thế và khúc lúc mà con học xong đại lúc học xong lớp 12 thì con cứ cho con thi thôi, cái năm đấy là được thi khối A thì là thi một cái ngành là kinh tế đấy, thi khối B là một cái ngành là y. Thế thì có thi hai khối và cháu thì cũng chịu khó học cho nên đỗ cả hai ngành. Thế và khi đỗ cả hai ngành rồi thì còn đắn đo suy nghĩ nhiều hơn anh em ạ. Thế và Phương đã nói với con rồi nhá, mẹ đã nói con rồi nhá, không đi y nữa tại vì đi y vất vả lắm, cuộc đời nó gian nan lắm. Mà ngành y thì con đã thấy rằng là lúc mẹ còn là con gái, mẹ cũng có nói với các bác hoặc là các bác hoặc các bạn người yêu của mẹ là anh đừng yêu em nữa, mà trái tim em vôi vữa dính đầy. Tức là vào đến nơi con người của Phương á, cái có nụ cười gì đâu, tại vì nó lúc nào nó cũng căng thẳng. Và người ta nói rằng là đưa đi bác sĩ đến lúc khô lắm đấy, có những cái chết mà còn không khóc. Nhưng Phương cho rằng là lúc đấy mà lại còn khóc nữa thì cứ bao nhiêu bệnh nhân chết, cứ làm một cái bệnh nhân bác sĩ ngồi khóc. Có những cái trường hợp đáng thương thì cũng nước mắt rơi, nhưng mà ta phải vuốt lên, phải quyết tâm lên, lại phải chiến tiếp. Thì đấy cho nên là Phương mà khó gian khổ thế, Phương không cho con đi ngành đâu. Thế nhưng con lại bảo mẹ ơi, con suy nghĩ kỹ rồi, con tính đi tính lại, con vẫn yêu ngành y và con vẫn đi. Thế và cuối cùng thì con Phương cũng lại vẫn theo nghề bác sĩ, thì như nó cũng thấy Phương học mà nó cũng vẫn thấy yêu. Nên là giờ thì cháu cũng là bác sĩ vừa bộ môn chẩn đoán hình ảnh, tức là cũng đi theo nghề Phương, tức là nghề giáo, cũng vừa là giáo viên cũng vừa là bác sĩ, tức là làm ở bệnh viện đa khoa và cũng dạy ở trường. Thì đấy là Phương cũng có cơ hội để hôm nay ở trong series được tâm sự chia sẻ với thủ lĩnh Trương Huy Cường. Thế và Phương cũng thấy rằng là khi Phương biết đến series thì như thủ lĩnh Trương Huy Cường đã nói là như cái bên ngành Phương ấy là ngay từ bây giờ và phải từ bây giờ các bác sĩ phải nhìn nhận được và phải chăm sóc được chủ động, phải từ bây giờ
chứ không có để đến lúc mà cũ như Phương, rồi tối như Phương, rồi chìm như Phương rồi, chỉ có một tí cái đường sáng sáng ở phía cuối thì thôi. Thế và hai nữa là không còn gì để mất nữa, thì lúc đấy mới dùng Siri thì Phương vẫn nói thẳng, Phương vẫn ân hận và cái đề nó rất muộn, nhưng còn hơn là không. Thế cho nên chính vì vậy mà Phương cũng vẫn sẽ cố gắng với Siri, chỉ có cái môi trường này là môi trường hạnh phúc nhất, đó là ta không có gian khổ gì cả, ta không có tranh chấp gì cả, ta cứ thế là ta làm thôi. Thế và coi như không có châu buộc ghét châu ăn, không có quan võ ghét quan văn rẻ quần, không có cái dìm hàng nhau, mà cứ thế là tiến thôi. Chứ trong nghề của Phương là cũng phải dìm đấy, mà giỏi quá nó cũng dìm, mà dốt quá thì nó lại chê. Thế nên là anh em thấy rằng là đến vào đến Siri thì sướng lắm, ta cứ bế nhau lên, phải dùng từ bế, ta nâng nhau lên để cho chúng ta thấy rằng là để cho anh em trong đội nhóm mà chúng ta thấy là hạnh phúc của anh em đội nhóm. Mình có khi chưa được đâu nhưng mà anh em đội nhóm mình xịn sướng thế, hôm nay có lương ngon thế. Đấy thì Phương cũng nói với thủ lĩnh Trương Huy Cường là vào đến cái môi trường này thì mới thấy hạnh phúc, hoàn thiện được bản thân mình, kỹ năng mềm của mình thấy nhiều hơn. Dã như mà Phương biết trước ấy, thì cái ngày xưa Phương làm cô giáo, Phương dạy cho sinh viên y thì chết với Phương nếu như Phương biết Siri một lúc Phương còn đang làm. Nhưng bây giờ thôi thì vẫn còn có những cái cơ hội, thỉnh thoảng Phương được lên Zoom ấy, được chia sẻ như thế này cũng là cái mà hạnh phúc. Đây cũng là cái ta lan tỏa tình yêu, ta lan tỏa tình cảm, và cái là cũng phần là như giống như bạn gì vừa nói, ta bán tình đi. Ngày xưa mà gọi là ôi dồi ôi, cô đấy coi như là lại còn lấy cả thủ lĩnh Trương Huy Cường mang ra bán. Nhưng bây giờ bảo tôi bán cả thân tôi đi. Ngày xưa bố cái đứa đấy gái đấy, bán, đây là gái bán đấy. Đấy, ví dụ thế. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là ta không có tiếc một cái thứ gì cả. Cái gì bán được là ta bán. Công ty ta cũng bán, con đường ta cũng bán, thủ lĩnh ta cũng bán, có thân mình cũng bán, chồng cũng bán, con bán. Và bán như thế là cái bán nghĩa, cái bán tình. Cái bán để cho mọi người thấy rằng là à, cái đấy mới là cái cao cả. Cái đấy người ta mới nhìn nhận được. Thế thì hôm nay Phương cũng rất là sướng, nhưng mà thủ lĩnh cho chia sẻ tôi Phương thì rất là cảm ơn thủ lĩnh rất là nhiều đã thấu hiểu về nghề. Và một lần nữa trao đổi với thủ lĩnh rằng là dù có thể khó khăn bao nhiêu trong cái bước đường này, dù mưa to bão, dù sóng lửa đêm đông, em vẫn cố gắng, Phương vẫn cố gắng quyết tâm để lan tỏa Siri tới mọi người để biết được cái tốt, cái đẹp trong Siri. Phương xin chân thành cảm ơn thủ lĩnh quốc tế cùng tất cả anh em đã... Cảm ơn bác sĩ Phương cả nhà, bắn tim, cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Phương ấy. Thank you, chúng ta thấy chưa nào, bác sĩ là rất cần được giúp đỡ nhà mình nhá, bác sĩ rất cần được giúp đỡ, các bác sĩ là tài sản của quốc gia, của thế giới này, thế cho nên là phải bảo vệ bằng được. Đấy, dù là bác, kể cả là các bác sĩ có chuyên môn, kể cả là bác các bác sĩ có trình độ, nhưng mà trình độ và chuyên môn nó chỉ trong một cái sự hẹp thôi. Bây giờ nhá, bây giờ cần hỏi cả nhà này. Các bác sĩ dù là tiến sĩ giáo sư, nhưng mà có sang Siri lấy được tinh hoa của thảo dược đất trời Siri không? Được ví là tinh khiết giống như là sữa của đất mẹ Siri, giống như là xương của trời. Có thể sang đây lấy được cái thảo dược quý hiếm không? Đúng không nào? Rồi nữa là gì? Dù các bác sĩ rất giỏi chuyên môn, nhưng mà Siri là sản phẩm của chúng ta, là của các nhà khoa học, của các viện sĩ viện Hàn Lâm Sinh Thái Học Liên bang Nga. Có trên 100 bằng phát minh và sáng chế. Thế thì chúng ta không lấy cái trình độ của chúng ta để đọ với bác sĩ, no. Mà chúng ta hãy chia sẻ với trái tim đến các bác sĩ, đến cái câu chuyện là bác là tài sản của quốc gia, cho nên là cháu phải bảo vệ bác. Đấy, và bảo vệ bác bằng tinh hoa đất trời Siri, bằng những cái giải pháp tiên tiến bậc nhất trên thế giới này của các nhà khoa học Nga. Bác xứng đáng được bảo vệ, cho nên cháu trao cái giải pháp này cho bác. Nhưng cháu biết bác là người chuyên môn cao, học sâu hiểu rộng. Thế này, tài liệu đây, cháu mời bác tìm hiểu. Thế là bác tự tìm hiểu thôi. Và 10 bác thì kiểu gì cũng có một bác tin. Cứ theo con xác suất mà làm các bạn. Chứ có phải bác sĩ nào phản đối đâu. Nếu mà bác sĩ nào phản đối đâu thì làm gì có bác sĩ Phương, bác sĩ Tráng, rồi bác sĩ Tấn, bác sĩ Hiếu, bác sĩ Huỳnh, bác sĩ Hường, bác sĩ nhiều lắm. Rất là nhiều bác sĩ anh chị em ạ, trong hệ thống chúng ta ấy. Bao nhiêu anh chị em đồng ý là các bác sĩ là thuộc, gọi là đưa vào top ưu tiên được bảo vệ thì giơ hai bàn tay lần nữa nào. Cả nhà sai tay vào nhau, sai tay vào nhau, hai phai cháu phải bảo vệ bác. Yes. Cảm ơn cả nhà. Ấy, nhưng mà do cái tiếng nó nhỏ thế là mình cứ sợ thôi, nghe thấy bác là sợ. Nếu như mình hiểu đúng, bán hàng là giúp đỡ, bán hàng là trao giải pháp,
Em biết đấy là bác rất giỏi về mổ tim, nhưng ở đây em có cái giải pháp của các nhà khoa học Nga. Đấy, và với một người trình độ như bác ấy, thì bác phải biết là con người không chỉ có trái tim, làm sao mà em muốn bảo vệ bác là tim bác cũng khỏe, nhưng mà gan cũng phải khỏe, thận nó cũng phải khỏe, xương khớp nó cũng phải khỏe. Bác là đứng nhiều ấy là hay bị gọi là cái gì, bác đứng nhiều là hay bị cái mạch chân nó to thì nó gọi là cái gì đấy, nó gọi là gọi là gì nhà mình nhỉ? Giãn tĩnh mạch ạ. À đúng rồi, các bác sĩ là hay giãn tĩnh mạch nhiều lắm đúng không bác sĩ Phương? Đứng nhiều mà, đứng mổ nhiều cho nên giãn tĩnh mạch rất nhiều. Tĩnh mạch ạ. À, đấy ở đây nhá, có em có sờ tép bốc của các nhà khoa học Nga để bảo vệ đôi chân của bác đứng cho nó khỏe để còn mổ cho đồng bào cho nó ngon, chứ không đang mổ mà chân nó run run chẳng may ngon đấy, lại quên cái kéo cái dao trong ruột bệnh nhân thì là mệt lắm, phải giúp đỡ các bác đến tận cùng anh chị em ạ. Các bác sĩ là rất vất vả. Nếu mình đấy bán hàng là giúp đỡ là trao giải pháp thì có cái gì đâu. Thế nếu mà hoặc là mình dùng một phương pháp gián tiếp rất đơn giản. Ôi, cái nghề bác sĩ chúng ta muốn bán hàng nhá, nguyên tắc số 1 này, muốn bán cái gì đấy đầu tiên ấy là phải cổ vũ động viên khích lệ trước, phải tôn vinh người ta lên. Bác là xứng đáng được bảo vệ mà, bác là tài sản của quốc gia, phải tôn vinh lên, bác là người hiểu sâu biết rộng đúng không nào, phải tôn vinh lên, à, động viên khích lệ ấy. Và cháu rất là may đấy là ở trong đội của một bác sĩ ngày xưa là nguyên là giảng viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, nguyên là trưởng khoa, nói có người nghe, đe có người sợ, đã từng học chuyên sâu ở Massachusetts, Mỹ, một người mà có trái tim nhân hậu, yêu sức khỏe, yêu bản thân và yêu đồng bào lắm. Đấy, và ngày hôm nay bác ấy biết đến một cái giải pháp của các nhà khoa học Nga. Trời ơi, bác ấy bảo là tại sao bây giờ ở cái tuổi này mới biết mà không biết từ ngày xưa. Thế cho nên là cháu không muốn bác phải nói cái câu giống bác sĩ Phương. Cháu muốn bác là ngay bây giờ, không để 5 năm nữa, 10 năm nữa bảo sao mày không chia sẻ cho tao, đúng không? Ừ. Thế cho nên là phải ngay lập tức, ngay bây giờ. Đấy, và cháu muốn trao cái thông tin tốt đẹp này. Đấy, và cháu tin tưởng ấy, với một người hiểu, ăn học sâu hiểu rộng giống như bác ấy, chuyên môn cao như bác ấy, bác còn yêu và còn đam mê hơn bác sĩ Phương nhiều. Thế thế là gửi cho cái tài liệu có gì đâu. Và nhà chị em thấy rất là đơn giản thì ra con tất cả. Cảm ơn cả nhà. Đấy, bán hàng là trao giải pháp đúng không? Trao cơ hội. Bán hàng là giúp đỡ. Ngày xưa nhá, Cường kể cho cả nhà, Cường có hai cái khách hàng. Vì mình hiểu là người tài cần phải được bảo vệ. Tất nhiên là ai cũng cần phải được bảo vệ, nhưng đặc biệt là người tài, người giỏi. Đấy, một trong những khách hàng trung thành của Cường đấy là anh Võ Tuấn. Anh Võ Tuấn là nguyên là tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Bao nhiêu anh chị em thấy là tổng tham mưu trưởng, phó tổng tham mưu trưởng, xin lỗi. Trước trước đây là tham mưu trưởng phòng không không quân, thế sau đó là lên là phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Bao nhiêu anh chị em thấy là phó tổng tham mưu trưởng rất cần được bảo vệ thì giơ ngón tay nào. Cảm ơn cả nhà. Đấy, rồi một chị nữa là doanh nhân, mà chị là các cái công trình mà nhiều cái gì, ví dụ như là con đường gốm sứ Hà Nội này đấy, rồi những cái công trình mà điêu khắc ở công viên hay ở đảo Trường Sa đấy, chị là cái người mà chủ những cái dự án, những cái đề tài đấy, rồi rất xứng đáng được bảo vệ. Và mình chia sẻ bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng thôi, có gì đâu. Và mình đến bằng bằng cái sự chân thành. Hoặc là bây giờ bán bao nhiêu anh chị em muốn giúp đỡ các cụ già, giơ ngón tay cái, Cường chỉ cho cả nhà cái cách giúp đỡ các cụ già rất hiệu quả. Cảm ơn cả nhà. Các cụ già thì kiểu gì là tim mạch đúng không, hay là xương khớp đấy, tức là bu lông ốc vít là nó cứ long sòng sọc hết rồi. Thế vì vậy là phải giúp đỡ các cụ chứ. Thế giúp đỡ rất đơn giản là đầu tiên phải giúp đỡ bố mẹ mình trước, hoặc là giúp đỡ rồi mang câu chuyện này. Thực sự cháu yêu bác không không khác gì là yêu mẹ cháu, cháu coi bác đúng không như mẹ đấy, và cháu đã bảo vệ mẹ bằng cái thảo dược của Nga này này đấy, và ngày hôm nay mẹ cháu ở tuổi 74 75 đấy, đẹp như một bà tiên, da hồng hào, mà lâu lắm rồi
Mẹ cháu ngày xưa thường xuyên phải uống thuốc kháng sinh do viêm họng mãn tính, nhưng lâu lắm rồi, bao nhiêu năm nay rồi mà chưa phải uống một viên kháng sinh nào cả. Và mẹ cháu ấy là đặt lưng là ngủ, ngáy ó ó. Thế cho nên là cháu quý bác như mẹ, cho nên cháu muốn được chăm sóc bác giống như chăm sóc mẹ cháu. Đấy, và cháu chia sẻ cho bác cái giải pháp để bác yên tâm về sức khỏe. Mà bác có sức khỏe là bác được chơi với con cháu này, được đá bóng chơi với cháu này, có phải thích không? Bác có sức khỏe tốt là bác không phải đi bệnh viện nhiều, có phải thích không? Bác có sức khỏe tốt nên là con cái nó yên tâm, nó đi đâu nó cũng yên tâm, nó chả phải lo lắng gì cả. Rồi bao nhiêu anh chị em, ví dụ mình nói thế thì bác nào chả sướng thì giơ hai ngón tay cái. Rồi, cảm ơn cả nhà bán hàng là giúp đỡ. Tức là mình đến bằng cái tâm giúp đỡ thì mọi thứ nó trở nên đơn giản. Đấy, nhưng mà bởi vì mindset nó sai, mình cứ đến là muốn móc túi khách hàng đúng không? Ví dụ thế, tức là mình chỉ mong cầu là có 500 điểm hay 300 điểm thôi, thế là nó cứ bị dọc cả. Cả nhà. Thế đấy, chia sẻ một chút như vậy. Thế bây giờ nhá, trẻ con có cần phải giúp đỡ không? Bao nhiêu anh chị em thấy cần, con cháu chúng ta cần phải được giúp đỡ thì giơ hai ngón tay cái. Bao nhiêu anh chị em là muốn là con cháu chúng ta sau này nó không phải, ngày xưa cứ bảo người Nhật lùn, người Hàn lùn, thế bây giờ đi cùng chúng nó cứ phải ngước lên. Bao nhiêu anh chị em muốn con cháu chúng ta là thế hệ sau này ấy, là đi cùng người Hàn, người Nhật thì ít nhất phải bằng, không thì cao hơn, thì giơ hai bàn tay. Đấy, và dinh dưỡng góp một phần vô cùng quan trọng bên cạnh gen. Nếu mà gen ấy, thì người Hàn, người Nhật họ vẫn lùn, thế tại sao bây giờ họ cao? Ngoài câu chuyện gen ra, nó là câu chuyện dinh dưỡng. Đúng không nào? Là câu chuyện dinh dưỡng. Thế thì mình chia sẻ cho con ai đấy thì quá đơn giản. Con nhà mình ấy, mình kể câu chuyện con nhà mình từ ngày nó được dùng thì nó ăn thế nào, nó ngủ thế nào, nó học ra làm sao. Và mình yêu con bạn giống như con mình coi con bạn như con mình thôi. Mình, các cháu nó phải được bảo vệ sức khỏe. Bà mẹ nào chẳng muốn con khỏe và thông minh. Bao nhiêu bà mẹ đồng ý giơ ngón tay cái. Thế tại sao có Vitamama Sweet, có Omega 3, có IQ Box, tại sao không bảo vệ bọn trẻ con? Đúng không nào? À, chia sẻ nó đơn giản lắm nhà mình. Với Sibri thực sự, nếu như chúng ta thấu hiểu về bán hàng, là giúp đỡ, là chia sẻ, thì mọi thứ nó rất đơn giản. Rồi, xin mời anh chị em chia sẻ những cái câu chuyện, những cái bài học thực chiến của mình nào. Xin mời Phương Thảo HL nào. Thấy giơ tay lâu lâu rồi, xin mời. Vâng ạ, em xin chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, chào các ba các anh các chị trên Zoom ạ. Rồi, hôm nay em cũng vâng ạ. Em thì lần đầu tiên được lên Zoom lớn chia sẻ ạ. Về giơ tay là giơ tay về cái lúc mà anh Trương Huy Cường hỏi về bán hàng ấy ạ. Rồi. Thì em cũng giống như chị Thiên Hương với các chị là em cũng rất là thích bán hàng từ nhỏ luôn. Từ lúc còn học lớp 5 là cũng đi cất bánh về bán ở ngoài chợ, rồi là đi mua quả dâu ra, rồi quả chôm chôm về bán, xong rồi là nói chung là bán hàng rất là nhiều. Xong cứ nghĩ là cái hồi mà mình thi đại học thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ phải thi vào ngành kinh doanh. Thế nhưng mà không may thì em lại thi vào ngành giáo dục. Nên bây giờ em đang là cô giáo mầm non, phó hiệu trưởng của một trường mầm non và cũng có một trung tâm can thiệp trẻ tăng động tự kỷ. Thì em cơ duyên đến với Simri là nhờ một chị hiệu phó của trường mầm non ở trên mẫu A. Hai chị em cũng gặp nhau là do bán hàng. Nên là cũng cùng nhau bán rất nhiều những cái loại như là đầu tiên là đá quý này, sau rồi là chè này, xong rồi là tinh dầu này, rồi là sản phẩm Herona hôi nách. Và cuối cùng là chị hướng dẫn em đến với Simri. Thì em đến với Simri là do em bị đau vai gáy và bị gai đôi hai đốt sống lưng và vôi hóa hai đốt sống cổ.
thì chị đã nhờ chị Hoàng Linh kê thuốc cho em và em kê sản phẩm cho em và em uống, em cảm thấy nó rất là tuyệt vời, em đã đỡ đau. Thế là em quyết định là em tìm hiểu, để tìm hiểu một phần vì là mình đã đỡ đau và đi kiểm tra là không thấy còn bị vôi hóa hai đốt sống cổ nữa. Thế là quyết tâm, hai vợ chồng quyết tâm là sẽ tìm hiểu về Simmery. Thì đầu tiên thì mình cũng có một tệp khách hàng, tại vì mình bán hàng rất là nhiều rồi nên mình có một tệp khách hàng, nên là 2 tháng đầu em bán rất tốt, một mình em là bán hơn 1.000 điểm. Thế nhưng mà từ tháng thứ 3 đổ đi là cái tệp khách hàng của em là người ta đã mua hết rồi và người ta cũng chưa sử dụng hết. Thì lúc đấy em mới quen ra là đi tuyển dụng. Thì tuyển dụng thì thật sự là đúng là bán hàng thì dễ nhưng mà tuyển dụng thì rất là khó. Em cũng chia sẻ thật, nhưng mà nhiều khi còn người thân của mình thôi, nhưng mình rất là mọi khi là các chị em ở trong cùng hội giáo dục với nhau, đi với nhau thì có thể kể với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng mà từ khi các chị thấy em bán hàng, em chia sẻ cái Simmery này thì tự nhiên mình lại cảm thấy khó nói và mình không còn chia sẻ được, có nghĩa là không, như kiểu họ đề phòng mình rồi ấy, nên là mình thấy rất là khó luôn. Nhưng mà sau đến tháng thứ tư này thì em quyết định là em phải học lại từ đầu, bởi vì là đúng là rất là tiếc cái đợt rích kem thì do là nhà trường có việc nên là em cũng không thể đi được, nên là về thì cũng được các anh các chị dẫn dắt và truyền đạt lại. Thì em cũng quyết tâm là từ ngày hôm nay, là đúng là đến ngày hôm nay là em vẫn chưa được nghỉ hè, nên là em là quyết tâm là từ ngày hôm nay là em sẽ học lại, bởi vì đúng thật sự là em thấy cái giá trị ở trong các cái sản phẩm của Simmery rất là tuyệt vời. Bây giờ mẹ em này, chồng em bị gút này cũng sử dụng này, cũng thấy đỡ này, rồi là viêm xoang này, mẹ em bị xương khớp này đều sử dụng. Và đặc biệt hơn nữa là em đã chia sẻ được với các bậc phụ huynh mà có con bị tự kỷ và tăng động. Thì học sinh của em khi mà kết, như hôm qua em chia sẻ với các anh chị là khi kết hợp sản phẩm Simmery vào thì cái công việc can thiệp của em đối với các cháu cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và các cô cũng đã mạnh dạn đưa vào cho các cháu những cái phương pháp can thiệp dứt khoát hơn, ví dụ như là về phần vận động các thứ là ngày trước còn e dè là sợ là các cháu không đủ sức, nhưng mà bây giờ thì các cô đã mạnh dạn hơn đưa cái chương trình can thiệp vào và các cháu tiến bộ rất là nhanh. Nên là lại quay lại câu chuyện bán hàng là em phải học lại từ đầu. Okay. Và em xin hết ạ. Phương Thảo cho Cường hỏi là em có muốn là 365 ngày ngày nào cũng là ngày nghỉ hè không? Em muốn lắm anh ạ. Thời gian vừa rồi đúng thật sự rất là áp lực, đáng ra là bình thường là phải được nghỉ hè rồi. Thế nhưng mà do mình là thứ nhất là cán bộ quản lý, thứ hai là lại chuẩn bị về trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Thế nên là chúng em gần như làm việc, tháng vừa rồi em bị nhỡ chuyến đi Sài Gòn này, em bị nhỡ đi rích kem này. Ôi em thấy đúng là tự do thì thật, nhìn bạn chính đồng đội của mình ở dưới mình được đi mà mình không được đi, mình thấy đấy thật sự là rất là thất vọng luôn. Nên là em có nghĩ rằng là sang năm nữa mình lại nhỡ tiếp như thế không? Em rất là mong muốn là khi mình có một kiến thức thật là tốt rồi thì lúc đấy mình mới dám có cái hai từ là đốt thuyền. Và... ok rồi, chúc mừng Phương Thảo đấy. Bao giờ mà tức là mình không có đường lui ấy, thì lúc đấy mình mạnh vô địch, giống như ngày trước Cường ấy, chả còn cái con đường nào khác ngoài cái con đường Simmery này thôi, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà làm thôi. Đấy, thế cho nên là có ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Phương Thảo chia sẻ rất là hay, rất là thú vị. Tiếng nói nhỏ cần phải xử lý này. Đấy, chúng ta biết rồi. Rồi một cái thứ nữa, trong bán hàng hay trong bất kỳ cái gì ấy, ai có năng lượng cao thì người đấy làm sao? Chốt hợp đồng đúng không? Tức là mình muốn giúp đỡ người khác là mình cần phải có năng lượng. Muốn giúp đỡ người khác
Tất cả mọi thứ nó quy về năng lượng hết. Niềm tin nó cũng quy về năng lượng. Sự tự tin, cái sự vui vẻ, đúng không? Và nó tổng hợp tất cả cái thứ đấy, nó gọi một cái thứ chung, nó gọi là năng lượng. Vì vậy, trước khi đi bán hàng ấy, hay còn gọi là trước khi mình muốn giúp đỡ khách hàng, trước khi mình muốn trao giải pháp, trao cơ hội, chia sẻ cho khách hàng, thì việc số 1 cần phải chuẩn bị, đấy là chuẩn bị năng lượng. Chuẩn bị năng lượng, cả nhà nhá. Bởi vì không phải ai cũng có sẵn năng lượng đâu. Phải chuẩn bị năng lượng trước. Đấy là gì? Đọc tuyên bố, đúng không? Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Đấy, ví dụ thế. Ở đọc cái bản tuyên bố bán hàng bùng nổ. Bản tuyên bố bán hàng bùng nổ, tí nữa nhờ Kiên Trung anh chị em gửi vào nhóm Đức Chí Lực cho cả nhà cái nhá. Cái bản tuyên bố bán hàng bùng nổ. Đọc cái bản tuyên bố bán hàng bùng nổ. Đấy. Đọc xong, đứng lên đọc 3 lần. Lên cao, đọc nuôi dưỡng tinh thần, đọc tuyên bố bán hàng bùng nổ. Thế sau đó làm sao? Sau đó nhìn vào gương. Bạn là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. 30 40 lần vào nó đầy ắp năng lượng. Đấy, và nếu mà tiếng nó nhỏ, nó xuất hiện cái rút ra, bỏ tay đập lên bóp phát, thế là gọi điện video call. Hoặc là gặp trực tiếp, thế là giúp đỡ đến tận cùng thôi. Mọi thứ nó trở nên đơn giản, không nào? Vì vậy anh chị em, một là mình phải xem bây giờ theo nhà mình thì ai có tóc thì giơ ngón tay cái. À, thế những người có tóc có cần CBD không? Có cần được dùng những cái sản phẩm tuyệt đối an toàn, hoàn toàn thiên nhiên, đúng không? Ai có răng? Ai có răng giơ ngón tay cái. Cảm ơn nhà mình. Thế những người có răng có cần phải được chăm sóc và bảo vệ bằng những thảo dược 98,7% natural, là tự nhiên. Muốn chăm, tại sao mình giúp đỡ mình bằng những cái thứ thiên nhiên như vậy, và tại sao mình không kể chuyện để giúp đỡ người khác? Các bạn biết là khi mà đánh răng bằng hóa chất này này, những cái thuốc đánh răng ấy mà theo công nghệ hóa dược hóa chất ấy, chất tạo màu cũng là hóa chất, chất dẻo cũng là hóa chất, có rất là nhiều độc hại trong cái thuốc đánh răng ấy, và khi đánh răng là hay bị chảy máu chân răng, và nó cứ ngấm dần. Tại sao mình không bảo vệ đồng bào của mình, đúng không? Mình được bảo vệ thì mình phải có lòng tốt chứ, mình là ích kỷ thế, bảo vệ mỗi mình thôi, thơm tho đấy. Rồi các bạn trẻ phải giúp cho các bạn ấy dùng kem đánh răng keo ong, rồi bây giờ có cái kem đánh răng canxi mới, ôi giời, quá đẹp đấy. Và chia sẻ với các bạn ấy có người yêu rồi, là khi mà đánh răng kem đánh răng Siri ấy, là tức là sẽ có những cái nụ hôn không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời này. Đúng không? Nhà mình giúp đỡ đến tận cùng nhá. Ai có tim thì giơ ngón tay cái. Thế bây giờ canxi magie cũng bảo vệ tim này, pulse box này, đúng không? Đây rồi Cinco Vitan 3 này, có biết bao nhiêu thứ cần bảo vệ tim. Ai có hệ tiêu hóa thì giơ hai ngón tay cái. Có một cái thứ có thể nói là giúp đỡ, ai cũng có thể giúp đỡ được và giúp đỡ rất dễ. Anh chị em nào muốn biết, giơ hai ngón tay cái. Trà Jogo Tubo. Các bạn biết là người Việt Nam chúng ta ấy là ăn uống linh tinh. Cái thì thừa, cái thì thiếu. Thế cho nên ấy là đặc biệt là những người mà làm công ăn lương ấy, những người mà làm văn phòng ngồi nhiều ấy, rồi hay phải đi nhậu nhiều ấy, là hầu như đều có vấn đề về tiêu hóa hết. Hãy chia sẻ cho họ, đúng không? Đấy, chiều ngày hôm nay Cường cũng nói chuyện với một người em là trưởng ban kinh tế của báo Vietnamnet. Ngày xưa thì thời làm báo rồi anh em hay chơi với nhau rồi vân vân. Thế thì nói chuyện thôi thì bạn bảo ô vợ em làm kiểm toán nhà nước mà em cũng thường xuyên uống cái trà Jogo Tubo này, uống thích thật anh ạ. Đấy, và do ăn uống này hay bị đầy bụng này, rồi hay thỉnh thoảng nhậu nhớ này, độc điếc nhiều này, uống vào thấy nó cơ thể nó nhẹ nhàng, thấy rất là thích, mà giá nó lại hợp lý. Thế thì với cái trà Jogo Tubo đấy, ai mà mình chả giúp đỡ được, có đúng không nào? Hãy giúp họ bước một chân qua cửa. Có thể bắt đầu bằng những thứ rất đơn giản, để sau đó làm sao? Sau đó giúp họ một chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng, vân vân. Nhà mình nhá. Ai có xương khớp, có xương có khớp thì giơ hai ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Ai có mắt thì giơ hai ngón tay cái. Thế thì nếu mình là bán hàng là giúp đỡ ấy, đấy, chăm sóc tổng thể, đúng không? Chăm sóc từng bộ phận. Ai có tế bào thì giơ hai bàn tay.
Đấy, chăm sóc đến từng tế bào, làm sạch đến từng tế bào, trẻ khỏe đến từng tế bào. Có lý do gì, rào cản gì mà tại sao mình không giúp đỡ được người ta để có 500 điểm một tháng nhỉ? Đó, gõ vào đầu này. Tại sao mà những người có tóc thì cũng cần giúp đỡ, những người có răng cần giúp đỡ, những người có da mặt cũng cần giúp đỡ, những người có da là cần giúp đỡ rồi, những người có xương, có khớp, có gan, có tim, có lòng mề dạ dày rồi, tất cả mọi thứ là cần được giúp đỡ hết. Thế tại sao lại không 500 điểm một tháng? Why not? Đố cả nhà biết tại sao đấy. Comment. Nguyên nhân gốc rễ. Cả nhà thử comment rồi. Nguyên nhân gốc rễ là tại sao này? Tiếng nói nhỏ, chưa có tìm nỗi sợ hãi. Mồm ơi mở ra, nỗi sợ, ít tình yêu thương. Đúng rồi, tất cả những cái thứ mọi người nói rất chính xác. Nhưng có một thứ để thay cho, để thay cho những cái thứ mọi người chia sẻ nhá, là do cái này này. Rồi ích kỷ. Tức là mình chỉ muốn sướng mình thôi, mình chỉ muốn khỏe mình thôi, mình chỉ muốn mình đẹp thôi, mà không sẵn sàng giúp đỡ người khác, không sẵn sàng chia sẻ cho người khác, đúng không? Bán hàng là giúp đỡ mà. Mình chưa sẵn sàng chia sẻ cho người khác, mình chưa sẵn sàng giúp đỡ người khác, mình chưa sẵn sàng chia sẻ điều tốt đẹp cho người khác, cho nên là mình chưa có 500 điểm. 500 điểm là tốt hay rất tốt? Bao nhiêu anh chị em thấy rất tốt thì giơ ngón tay cái. Là rất tốt, bởi vì ít nhất là mình giúp đỡ được 4 cho đến 5 người chăm sóc bảo vệ sức khỏe, đúng không? Ý nghĩa đầu tiên, ít nhất là mình giúp đỡ được 4 cho 5 người mà chăm sóc bảo vệ sức khỏe, có nghĩa là giảm tải cho bệnh viện, là rất tốt. Cái thứ hai ấy, là bằng cái công mình giúp đỡ, thế là mình được sử dụng sản phẩm miễn phí, là rất tốt, đúng không? À, ích nước lợi nhà, tại sao mình lại không giúp đỡ? Đấy, lý do mỗi thế thôi. Cho nên rà soát toàn bộ lại, xem danh sách người quen nhá, ai có răng, có da, có đầu, có tóc, có gan, có tim, cho hết vào danh sách, sau bắt đầu là mai giúp đỡ. Bao nhiêu anh chị em đồng ý mai giúp đỡ thì giơ hai bàn tay cái. Giơ hai bàn tay. Thank you, cảm ơn cả nhà. Tháng sau K5, from zero to hero, từ con số 0 trở thành người hùng. Rồi, bao nhiêu anh chị em muốn có những cái phương pháp, muốn biến âm thành dương, muốn không thành có, từ con số 0 trở thành người hùng, thì giờ hai ngón tay. Yes, tháng sau, ngày mùng 10 tháng 7, chúng ta có một cái chương trình rất đặc biệt dành cho K5, From Zero to Hero, từ con số 0 trở thành người hùng. Đấy. Có rất nhiều người ở S69 này, từ con số 0 trở thành người hùng. Đấy, và chương trình tháng sau, Cường sẽ mời hai nhân vật đặc biệt từ con số 0, từ con số âm trở thành người hùng, sẽ truyền cảm hứng, sẽ chia sẻ cho các bạn, để các bạn thấy được rằng là với Siri mọi thứ đều có thể. Với Siri mọi thứ đều có thể. Chúc cho cả nhà giúp đỡ đồng đội của mình K5, đúng không? Để chúng ta có mặt trong chương trình From Zero to Hero bằng cách làm sao chuyển ích kỷ thành vị tha. Chỉ cần thay đổi thôi, ích kỷ chuyển sang vị tha. Vị tha là vì người khác, đúng không nào? Đấy, vì mình luôn và vì người khác. Yêu bản thân mình và vì người khác. Hãy giúp đỡ người giàu đến tận cùng, hãy giúp đỡ đến các bác sĩ đến tận cùng, hãy giúp đỡ tất cả mọi người đến tận cùng, thì cuộc đời này nó rất đẹp. Bệnh viện thì đỡ phải chen chúc, ăn gì cũng ngon, đặt lưng là ngủ. Đấy, và làm sao biến tất cả người dân Việt Nam và người dân trên thế giới này thành tiên ông tiên bà hết. Rồi, chúc cho các tiên ông tiên bà ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye, ngủ ngon. 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 Ngủ